Chào các bạn. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc phiên giao dịch từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4. Với các phiên giao dịch diễn ra trong tuần vừa qua, chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam đã giao dịch trong một cái trạng thái tích cực. Tuy tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp, nhưng tại nước ta, chúng ta thấy là với tinh thần dân tộc cao cũng như là cái sự đồng lòng của toàn thể đồng bào đã cho những cái kết quả rất là tích cực trong việc phòng chống tình hình dịch bệnh COVID trong cái thời gian vừa qua. Thì đây là một trong những cái điểm rất là sáng để cho thấy là cái tinh thần lạc quan của những nhà đầu tư, và họ nhận được cái vấn đề tích cực này và khiến cho cái chỉ số của thị trường chứng khoán chúng ta đã tăng liên tục trong cái tuần vừa qua. Và cụ thể hơn, thì kết thúc phiên giao dịch tuần này, chúng ta thấy là cái chỉ số VN Index đang nằm ở mức là 789.6 điểm. Và chúng ta thấy là trong tuần vừa rồi chúng ta có 4 cái phiên tăng liên tục, trong đó có một phiên giảm trong ngày 14 tháng 4. Và đóng cửa tuần thì chúng ta thấy là đạt ở mức là 789.6 điểm. Và cụ thể hơn thì, và tại đây chúng ta thấy là chỉ số HNX Index thì chúng ta thấy là nó đã dừng tại cái số điểm là 110 điểm, và đã có cái mức tăng điểm là khoảng là 8,3 điểm, tương ứng với cái mức tăng là khoảng 8,5% trong cái tuần vừa rồi. Và cụ thể hơn cái chỉ số VN Index của chúng ta thấy là mở cửa chúng ta thấy hoàn toàn trong cái sắc xanh ngay tại phiên ATO, với lực đẩy từ nhóm blue chip, nhóm các cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường, và đặc biệt là cái cổ phiếu của SAB. Và thị trường chỉ chững lại giữa cái phiên sáng khi mà cái chỉ số ngưỡng điểm chúng ta thấy là nó tiến gần đến cái ngưỡng điểm là 790 điểm, và áp khi đó thì sau khi đạt được cái ngưỡng điểm 790 điểm thì cái áp lực bán nó đã gia tăng ở cái vùng kháng cự mạnh này, khiến cho cái chỉ số VN Index nó đã thu hẹp về cái đà tăng về dưới khoảng 4 điểm. Tuy nhiên sau phiên chiều thì lực cầu tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt hơn, và nó hấp thụ hầu hết các cái lực chốt lời, và cái chỉ số nó nới rộng đà tăng và chốt phiên gần tại cái mức cao nhất trong ngày. Đó là những cái điểm sáng, những cái điểm rất là tích cực trong cái thị trường chứng khoán vừa qua. Và cụ thể hơn thì sau khi kết thúc cái phiên ngày 17 tháng 4 của tuần vừa rồi, chúng ta thấy là chỉ số VN Index đã tăng lên là 1,14%, tức là tăng lên cái khoảng điểm là 789,6 như chúng ta đã nói từ ban đầu. Chỉ số VN30 Index thì tăng với cái mức là 1,16%. Như vậy thì với cái lực cầu mạnh thì trước cái giờ đóng cửa, các cái chỉ số lớn chúng ta thấy là cái chỉ số của thế giới di động trở thành một trong những cổ phiếu tích cực nhất của nhóm blue chip, nó tăng gần sát với cái mức giá trần 6,6%, và theo sau đó là SAB tăng với cái mức là 4,9%, và SPT tăng với mức là 4,6%, Cotecom thì chúng ta thấy nó tăng với cái khoảng là 3,9%. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy các cổ phiếu giảm giá thì có 3 mã cổ phiếu giảm giá hiện tại là ROS, VB Bank và Masan giảm với cái mức là 2%, 1,4% và 0,3%. Và khi đó thì chúng ta nhận xét thấy là thanh khoản giữa hai sàn niêm yết đạt khoảng là 6.000 tỷ đồng, tăng đột biến hơn 30% so với những cái phiên trước đó. Tuy nhiên thì bất chấp đà tăng tích cực của thị trường thì chúng ta nhìn nhận rằng cái lực bán ra của khối ngoại thì khối ngoại vẫn thực hiện việc đẩy mạnh việc bán ròng hơn 300 tỷ đồng trên sàn HOSE, nối dài chuỗi phiên bán trên thị trường chứng khoán. Đó là cái tầm góc nhìn đối với cái khối ngoại, giao dịch của khối ngoại. Còn nhận định đối với thị trường phái sinh, chúng ta thấy là hợp đồng tương lai VN30F2005 thì trong khi thị trường cơ sở nó đã nới rộng cái đà tăng vào phiên chiều thì hợp đồng tương lai của dựa theo chỉ số VN30 thì nó lại theo một cái chiều hướng ngược lại. Chúng ta thấy nó đang theo một cái chiều hướng ngược lại. Nó đang vào một cái pha hướng phân kỳ. Do vậy thì chúng ta thấy là đến vào khoảng là 13 giờ hiện tại chúng ta thấy là vào khoảng là 14:30 thì hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5 đã thu hẹp đà tăng giảm còn 12 điểm, giảm 8 điểm so với thời điểm trước đó là lúc 14 giờ, và các hợp đồng
đáo hạn tháng 6 và tháng 9 thì cũng đều bị điều chỉnh trong cái nhịp ngày 17 tháng 4 này. Như vậy thì tổng quan mình sẽ có những cái nhận xét cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta tiếp theo trong cái tuần tiếp theo như sau. Thì đối với tuần tới thì chúng ta thấy là chỉ số VN Index sẽ tiếp tục hướng đến những cái thử thách ở cái vùng kháng cự cao hơn của nó. Đó chính là những cái vùng ở cái ngưỡng điểm phía trên này. Chúng ta thấy là những ngưỡng điểm từ 800 cho đến là ngưỡng kháng cự 820. Chúng ta sẽ vẽ những cái ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN Index là khoảng ngưỡng 800 và ngưỡng điểm là khoảng vùng 820 điểm. 820 điểm. Tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy là nhiều cổ phiếu như mình đã phân tích từ trước đó thì các cổ phiếu đều đã đạt được cái mức hồi phục ấn tượng trong tuần qua và hiện tại thì các cổ phiếu này nó đang tiếp cận ở cái vùng kháng cự rất là mạnh. Đó là cái nhìn nhận và đánh giá của chúng ta từ trước. Hầu hết các cái mã cổ phiếu chúng ta phân tích trong rổ VN30 thì chúng ta đều nhìn nhận và đánh giá nó theo một cái xu hướng là tăng lên, và khi gặp những cái ngưỡng kháng cự phía trên thì nó sẽ tiếp tục test, thực hiện những cái bài test để kiểm tra lại những cái vùng kháng cự mạnh phía trước đó. Thì đối với vấn đề này, điều này có thể khiến cho các cái chỉ số nó gặp áp lực, chốt lời mạnh và điều chỉnh trong một vài phiên trước khi nó tiếp tục quá trình hồi phục trong ngắn hạn. Thì chúng ta đều nhìn nhận là cái xu hướng chính của thị trường vẫn là nằm trong cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên thì hiện tại chúng ta đang đánh giá về cái xu hướng ngắn hạn thì nó đang có xu hướng hồi phục đang tích cực hồi phục về cái mặt kỹ thuật. Và một cái điểm tiêu cực hiện tại chúng ta vẫn phải nhắc đến đó là cái hoạt động bán ròng mạnh và kéo dài của khối ngoại. Ngoài ra thì rủi ro với cái diễn biến thị trường trong thời gian tới còn đến từ các thông tin về kết quả kinh doanh của quý 1 của các cái doanh nghiệp cũng như là các cái chỉ số liệu vĩ mô sẽ dần được công bố trong cái tháng 4. Thì đó là những cái thông tin về tin tức chúng ta cũng cần phải để ý và quan tâm đến cái thị trường chứng khoán của chúng ta trong tuần tiếp theo. Và như thường lệ, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh trong kênh của mình để các bạn có thể nhìn nhận và nhận được các cái video đánh giá mới nhất về việc phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường chứng khoán trong tuần cũng như là các cái video về định giá cổ phiếu. Các cái video này mình phát ra hoàn toàn miễn phí để mục tiêu là nhằm chia sẻ các cái giá trị của các cổ phiếu tốt, giúp các bạn có thể là lựa chọn được cho mình những cái cổ phiếu tốt để đáng đầu tư và nắm giữ trong cái quá trình đầu tư chứng khoán. Và chúc các bạn đầu tư chứng khoán thành công nhất có thể. Đầu tiên, hôm nay chúng ta sẽ đi đến cổ phiếu đầu tiên với cái mức. Chúng ta sẽ đi đến cổ phiếu đầu tiên, đó là cổ phiếu của Thế Giới Di Động với cái mức tăng trưởng ấn tượng trong cái phiên 17 tháng 4 vừa rồi với cái mức 6%, gần sát với cái giá trị tăng trưởng trần của nó. Chúng ta lấy các thông tin của cổ phiếu Thế Giới Di Động. Thì như vậy thì cổ phiếu Thế Giới Di Động thì chúng ta cũng phải nhắc lại cơ sở về cái lĩnh vực mà nó đang hoạt động đầu tư để chúng ta có thể biết được cái lĩnh vực hoạt động của nó như thế nào. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm các lĩnh vực về mua bán, sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cũng như là các cái lĩnh vực liên quan đến cái hoạt động thương mại điện tử. Chúng ta hãy cùng nhau xem cái biểu đồ kỹ thuật chứng khoán của Thế Giới Di Động để chúng ta có những cái nhìn nhận, nhận xét tích cực nhất. Thì như chúng ta đã phân tích từ những cái phiên phân tích từ tuần trước thì chúng ta đã nhìn nhận, nhận định là Thế Giới Di Động có một cái lực cản ở cái vùng giá là 74.000. Và chúng ta đều nhìn nhận đây là những cái ngưỡng kháng cự. Do vậy nếu như giá cổ phiếu của Thế Giới Di Động vượt qua được những cái ngưỡng kháng cự phía trên này thì nó sẽ thiết lập cho nó một cái kênh tăng giá. Và cái kênh tăng giá này chính là cái kênh tăng giá về ngắn hạn, trong ngắn hạn. Và chúng ta rõ ràng nếu như nhìn nhận về cái kênh xu hướng về trung hạn cũng như là dài hạn thì rõ ràng cổ phiếu của Thế Giới Di Động vẫn còn đang cái kênh xu hướng giảm giá, nó chỉ đang hồi phục về mặt ngắn hạn, về mặt hồi phục, về mặt tín hiệu kỹ thuật. Và nếu như về mặt ngắn hạn thì như chúng ta phân tích thì cái tín hiệu về đồ thị kỹ thuật đã cho chúng ta cái vùng mua từ cái vùng giá 67-68 ngàn đối với cổ phiếu của Thế Giới Di Động. Và một cái ngưỡng kháng cự chúng ta phân tích tiếp theo đó chính là cái ngưỡng giá thứ 7, giá 75 ngàn.
Và nếu như vượt qua cái ngưỡng giá 75 này thì cái mục tiêu thiết lập cho thế giới di động sẽ là cái kênh tăng trưởng giá từ cái vùng 75 lên đến cái mức kháng cự tiếp theo phía trên này. Chúng ta thấy là mỗi cái phiên phân tích mình đều vẽ cho các bạn những cái ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ rất là cụ thể phía này để các bạn có thể nhìn nhận và phân tích theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật để tìm một cái điểm vào phù hợp nhất có thể. Và nếu như đã vượt qua được cái ngưỡng kháng cự này thì rõ ràng cái hình dung, cái kịch bản tiếp theo của thế giới di động là vượt lên những cái ngưỡng cao hơn phía trên này. Đó là cái ngưỡng giá 92.32.37 trên một cổ phiếu. Và nếu như cụ thể hơn thì mình nhìn nhận nếu khi mà cổ phiếu thế giới di động vượt qua được những cái ngưỡng giá cao hơn này thì rất có thể nó sẽ thiết lập một cái kênh tăng giá về trung hạn đối với thế giới di động. Đó chính là cái ngưỡng giá 85.000 trên một cổ phiếu. 86.000 trên một cổ phiếu, ngưỡng giá phía trên này. Nếu như vượt ra được cái ngưỡng 86.000 thì cổ phiếu thế giới di động sẽ thiết lập một kênh tăng giá về trung hạn, nên các bạn có thể chú ý những cái nhịp vào rất là cụ thể mình đã nêu ra từ tuần trước, và các bạn vào sớm thì các bạn sẽ có một cái tỷ lệ cắt lỗ thấp hơn, tức là chúng ta sẽ an toàn hơn khi chúng ta đầu tư. Dù khi thị trường, chúng ta thấy là thị trường vẫn còn rất là nhiều tin tức sẽ ra phía trước, tuy nhiên nếu như chúng ta đang phân tích theo hướng phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhìn nhận là cái xu hướng tăng giá về ngắn hạn của thế giới di động vẫn còn đó, và cái mức tăng trưởng lên ở mức chúng ta nhìn nhận tiếp theo 92.000 trên một cổ phiếu. Tiếp theo đó là cổ phiếu SAB, cổ phiếu của bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco, nó hoạt động trong cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh bia rượu nước giải khát, các cái sản phẩm liên quan. Ngoài ra thì nó còn tham gia vào các cái lĩnh vực như là chân cắt, pha chế các loại rượu mạnh, sản xuất rượu vang. Thì đó là cái hoạt động chính của Sabeco. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến cái biểu đồ kỹ thuật để thực hiện việc phân tích cũng như là đánh giá các cái tiêu chí cho SAB này. Thì như mình nhắc lại là các cái cổ phiếu vừa rồi, thế giới di động và SAB, thì mình đều đã thực hiện các cái video định giá, giá trị thực cũng như là phân tích và chấm điểm cho các cái giá trị cổ phiếu này để các bạn có thể nhìn nhận và đánh giá một cổ phiếu nó tổng quan nhất có thể. Thì đối với cổ phiếu của SAB thì nó vẫn đang trong cái kênh hồi phục về ngắn hạn. Chúng ta thấy là cái kênh xu hướng về ngắn hạn của cổ phiếu Sabeco đó là kênh xu hướng tăng. Và kênh xu hướng này chỉ là đang tăng và hồi phục tín hiệu về ngắn hạn mà thôi. Còn rõ ràng chúng ta nhìn nhận về cái kênh xu hướng ở các cái đỉnh, chúng ta thấy là đỉnh giá mới thì thấp hơn đỉnh giá cũ và đáy giá mới cũng thấp hơn đỉnh đáy giá cũ. Do vậy thì cái nhìn nhận cái xu hướng chính của cổ phiếu Sabeco SAB vẫn là cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn lẫn dài hạn. Và đối với tín hiệu hồi phục về ngắn hạn như chúng ta đã nhìn nhận theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật thì cái điểm vào mua vào cho cái kênh xu hướng ngắn hạn là từ vùng giá 125-26.000 trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu của SAB. Và sau khi vượt được cái ngưỡng kháng cự 135.8 thì cổ phiếu của SAB tiếp tục chinh phục cái ngưỡng kháng cự phía trên này. Đó là cái ngưỡng kháng cự giá 160.000 trên một cổ phiếu. Và đối với mình thì hiện tại cái xu hướng tăng giá về ngắn hạn vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn nhận là cái những cái cây nến tiếp theo đã có một cái lực bán, cái lực chốt lời mạnh đối với cổ phiếu của thế giới của SAB. Do vậy thì để mà thiết lập nên cái kênh tăng giá về trung hạn thì cổ phiếu SAB bắt buộc phải vượt qua được cái ngưỡng giá phía trên này 180.2000 trên một cổ phiếu. Và nếu như không vượt qua được cái kênh tăng giá về trung hạn thì rõ ràng cổ phiếu của SAB lại tiếp tục lên sinh trong cái vùng này để test lại cái nguồn cung tại cái vùng giá từ vùng 170 đến vùng 180.000 trên một cổ phiếu. Thì mình sẽ lấy công cụ để chúng ta có thể vẽ rõ ràng. Thì rõ ràng thì đây là cái vùng giá có thể phải chinh phục tiếp theo của cổ phiếu của SAB. Và rõ ràng nếu như không vượt qua được cái ngưỡng kênh giá này thì cổ phiếu SAB lại tiếp tục rơi vào cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn lẫn dài hạn. Do vậy chúng ta cần phải nhìn nhận và đánh giá hết sức rõ ràng. SAB là một trong những cổ phiếu đã có một cái lực kéo rất tích cực đối với thị trường chứng khoán chỉ số VN Index trong cái tuần vừa rồi. Thì đó là cái nhìn nhận về cái phương hướng kỹ thuật của SAB. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu của SBT.
SWT, cổ phiếu về mía đường thành công, thì chúng ta cũng đã có một cái video riêng để nhận xét và đánh giá về cổ phiếu này. Các bạn có thể đón xem. SBT nó hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh về đường. Các sản phẩm có sử dụng đường, phụ phẩm, phế phẩm sản xuất từ đường. Chúng ta cùng nhau đi đến cái biểu đồ kỹ thuật để phân tích rõ ràng hơn đối với cổ phiếu của SBT. Rồi sau khi nhìn nhận thì chúng ta thấy là cái kênh xu hướng đối với cổ phiếu của SBT đó là kênh xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn. Và các bạn hãy luôn chú ý kênh xu hướng giảm giá, cái kênh xu hướng chính, tức là kênh xu hướng trung hạn và dài hạn của các cổ phiếu nó như thế nào khi mình phân tích. Và hiện tại chúng ta nhìn nhận là cổ phiếu SBT đã có cái hồi phục về mặt tín hiệu kỹ thuật. Rõ ràng hoàn toàn nó có thể là hồi phục về trên lên cái ngưỡng kháng cự phía trên này. Cái ngưỡng tại đây chúng ta thấy là 13.3. Và nó đang có cái lực cản lớn về cái lực cản ở vùng 13.3 cho đến cái vùng 16.000 trên một cổ phiếu. Thì đó là nhìn nhận cái lực cản rất là lớn đối với cổ phiếu của SBT trên hiện tại. Tuy nhiên thì chúng ta hầu hết chúng ta phân tích các cây nến thì các mẫu hình nến của SBT đều đồng nhất là những cái mẫu hình nến chúng ta thấy là dạng doji hoặc là spinning top. Do vậy thì cái xu hướng đi ngang của SBT vẫn là cái kênh xu hướng đi ngang. Và cụ thể nó sẽ test trong cái vùng kênh xu hướng từ giá 15.3 đến cái vùng giá là 16.000. Do vậy thì nó hầu hết nó sẽ duy trì trong cái vùng này. Và chỉ khi nào nó bứt ra được khỏi cái vùng kháng cự phía trên này, vùng trên 16.000 trên một cổ phiếu, thì chúng ta mới xác nhận nên một cái kênh tăng giá đối với cổ phiếu SAB. Thì SAB thì mình không khuyến nghị đầu tư nhiều trong lúc này. Chúng ta tiếp tục đến với cổ phiếu của Cotecom với mã cổ phiếu là CTD. Cotecom nó lĩnh vực kinh doanh về các lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình về dân dụng, công trình công nghiệp cũng như là công trình kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp. Thì Cotecom luôn được đánh giá là một trong những cái đơn vị xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với hàng loạt các dự án lớn trong cả nước với vai trò tổng thầu, thiết kế và thi công của nó. Thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận và phân tích cái biểu đồ kỹ thuật của Cotecom trong thời gian vừa qua. Thì như chúng ta thấy là cái cổ phiếu của Cotecom chúng ta nhìn nhận là đánh giá, nếu như từ cái phiên tuần trước thì từ những cái phiên tuần trước chúng ta đã nhìn nhận và đánh giá cổ phiếu của Cotecom, nếu như nó vượt qua được cái ngưỡng kháng cự vùng giá 56.000 này thì rõ ràng nó sẽ thiết lập nên một cái kênh xu hướng tiếp tục tăng giá hồi phục về mặt tín hiệu ngắn hạn để nó đạt lên những ngưỡng tiếp theo ở vùng giá 63.3 ngàn trên một cổ phiếu như thế này. Thì các bạn rõ ràng chúng ta thấy là chúng ta đã có những cái nhìn nhận và thiết lập nên là những cái kịch bản tiếp theo cho cổ phiếu trong cái rổ VN30 này. Thì rõ ràng các video phân tích và nhận xét định giá của mình đều thiết lập cho các bạn một cái kênh kịch bản chính các cổ phiếu có thể đi theo cái xu hướng hồi phục, xu hướng về ngắn hạn, xu hướng về trung hạn lẫn xu hướng về dài hạn của các cổ phiếu. Nên các bạn có thể dựa vào các cái bản phân tích kỹ thuật này để chọn cho mình một cái điểm vào thích hợp, phù hợp nhất đối với các cổ phiếu mà bạn đã và tâm đắc nhất có thể. Thì đó là cái nhận xét về xu hướng ngắn hạn. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhìn nhận về cái kênh xu hướng trung hạn và dài hạn của Cotecom như thế nào. Rõ ràng chúng ta nhìn nhận là cái kênh xu hướng trung hạn và dài hạn của Cotecom vẫn là cái kênh xu hướng là giảm giá. Chúng ta thấy là một cái mẫu hình đảo chiều rất là phổ biến. Hiện tại chúng ta thấy là đây là một cái mẫu hình đảo chiều của cổ phiếu Cotecom. Và nếu như chúng ta quan sát cụ thể hơn về nến, cái ngưỡng nến và ngưỡng giá đối với cổ phiếu của Cotecom trong những cái phiên vừa rồi, thì chúng ta thấy là cụ thể là những cái mẫu hình nến Marubozu. Do vậy thì với những cái mẫu hình nến này thì rõ ràng nó sẽ cái kịch bản chúng ta thiết lập cho cổ phiếu Cotecom đó là cái kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn, và cái mục tiêu đạt đến cái ngưỡng kháng cự tiếp theo đó là cái ngưỡng giá ở cái vùng 63.3 trên một cổ phiếu. Và khi mà đạt được một cái ngưỡng kháng cự thì cái tâm lý của nhà đầu tư nó sẽ tăng mạnh lên, do đó sẽ có những cái phiên chốt lời tại những cái ngưỡng kháng cự mà một cổ phiếu nó đạt được. Và sau khi chốt lời thì nó sẽ tiếp tục test lại tại những cái ngưỡng kháng cự 63, vùng giá 63 này. Và nếu như tiếp tục test thành công cái ngưỡng giá 63 và các bạn thấy là cổ phiếu tiếp tục hình thành những cái kênh tăng giá của nó, thì cái mục tiêu của tiếp theo chúng ta phải đạt được đối với cổ phiếu của Cotecom đó là cái vùng giá 80
81.000 trên một cổ phiếu. Thì đó là cái kênh xu hướng và cái kịch bản chúng ta thiết lập cho cổ phiếu của Cotecom. Đó là cái kịch bản về tăng giá. Như mình phân tích thì mình đều nhìn nhận các bạn là chúng ta có ngưỡng kháng cự, để nếu như mà cổ phiếu vượt được ngưỡng kháng cự thì chúng ta thiết lập kịch bản tăng giá. Tuy nhiên nếu tình hình xấu đi, không vượt được ngưỡng kháng cự thì sao? Kịch bản của chúng ta bị sai thì các bạn cũng phải có những cái ngưỡng cắt lỗ an toàn nhất để bảo toàn vốn cho các mình. Trong thị trường chứng khoán lúc đầu tư thì các bạn phải nên nhớ một cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ được cái dòng tiền, phải giữ được cái số vốn của chúng ta thì chúng ta mới tiếp tục sống và tồn tại trong cái thị trường đầu tư này. Do vậy thì các bạn đừng quên những cái ngưỡng cắt lỗ phía dưới này, đó là cái vùng giá là từ 56, vùng giá 55, 56, đó là những cái ngưỡng quan trọng để chúng ta thực hiện cắt lỗ nếu như những cái kênh xu hướng nó xấu đi. Và cái việc cắt lỗ các bạn cũng phải áp dụng với bất kỳ cái mã cổ phiếu nào khi các bạn đầu tư và phân tích, chứ không phải là riêng một cổ phiếu mình nhìn nhận. Trong quá trình phân tích kỹ thuật mình sẽ vẽ ra các bạn cái điểm kháng cự, cái ngưỡng kháng cự, cái ngưỡng hỗ trợ để các bạn có thể tìm cho mình cái điểm vào phù hợp cũng như là cái điểm cắt lỗ nếu như cái kịch bản của chúng ta phân tích bị sai đi. Và các bạn hãy nên nhớ điều đó để có thể bảo toàn nguồn vốn cho mình tốt nhất khi đầu tư. Tiếp theo, chúng ta đi đến cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội MB Bank. Thì tất nhiên rồi, Ngân hàng Quân đội sẽ hoạt động trong cái lĩnh vực về tài chính và ngân hàng. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến và phân tích biểu đồ kỹ thuật. Và đầu tiên mình xin nhìn nhận về cái xu hướng về trung hạn cũng như là dài hạn đối với cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội MB Bank. Đó là vẫn nằm trong cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn lẫn là dài hạn. Và hiện tại chúng ta đang thấy là một cái tín hiệu hồi phục về ngắn hạn, hồi phục về mặt kỹ thuật. Và nếu như phân tích từ cái hướng tuần trước của mình thì rõ ràng cái kênh, cái biểu đồ nến, cái biểu đồ giá của Ngân hàng Quân đội đã bứt phá ra được cái ngưỡng kháng cự mà chúng ta phân tích từ tuần trước. Đó là cái ngưỡng giá vùng 16 đây các bạn. Đó, vùng 16 đây. Ngay cái ngưỡng đây là cái ngưỡng kháng cự mà chúng ta đã phân tích ngay từ tuần trước rồi. Đối với những cái phiên này thì từ tuần trước chúng ta đã kết thúc phiên thứ 6 tuần trước, giá của nó ở cái vùng ngưỡng là chỉ là 15.5 mà thôi. Và rõ ràng là sau cái phiên ngày 13 rồi đến phiên ngày 14 thì giá đã bứt ra được cái vùng kháng cự quan trọng của mình. Phân tích đã là vùng giá là 16.1. Do vậy khi mà cái kịch bản chúng ta đã bứt ra được những cái ngưỡng kháng cự rất là quan trọng như thế này thì rõ ràng kênh xu hướng của MB Bank sẽ thiết lập cái kênh xu hướng tăng giá để đạt đến cái ngưỡng kháng cự tiếp theo phía trên này. Và cái vùng ngưỡng kháng cự tiếp theo đó là vùng ngưỡng kháng cự là 18.7. Và do vậy thì trên những cái ngưỡng kháng cự này chúng ta thấy là có những cái ngưỡng tâm lý rất là nặng, mây bay rất là nhiều trên phía này. Do vậy thì chúng ta thấy nó cần phải vượt qua được cái ngưỡng tâm lý quan trọng, ngưỡng 18-19.000 để nó có thể thiết lập nên cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn đối với cổ phiếu của MB Bank. Các bạn hãy nhìn nhận cái kịch bản chúng ta đang xác lập là tăng giá về ngắn hạn, còn trung hạn và dài hạn vẫn là giảm giá. Cần phải vượt qua được những ngưỡng 18-19 này để thiết lập nên cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn. Và các bạn chú ý những cái điểm đó để chúng ta nhìn nhận nhận xét. Và nếu như sai kịch bản thì sao? Chúng ta vẫn có cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới này. Nếu như thủng ngưỡng hỗ trợ phía dưới thì các bạn nhớ cắt lỗ để bảo toàn vốn. Đừng cố nắm giữ, tại vì xu hướng trung hạn và dài hạn vẫn là kênh xu hướng giảm giá đối với các cổ phiếu trong thời gian vừa qua. Cổ phiếu tiếp theo chúng ta đến cổ phiếu của HD Bank. Thì nó cũng lịch vực hoạt động trong cái lĩnh vực về tài chính, ngân hàng. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến việc phân tích biểu đồ kỹ thuật, biểu đồ giá của cổ phiếu HD Bank. Thì nhìn nhận về cái xu hướng trung hạn và dài hạn thì cổ phiếu của HD Bank vẫn rơi vào cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn. Chỉ có là nó đang có những cái tín hiệu hồi phục về mặt kỹ thuật, về cái mặt phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn, hồi phục về mặt tín hiệu kỹ thuật mà thôi. Thì tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái mức hồi phục của cổ phiếu HD Bank nó vẫn đang rất là yếu. Những cái giao dịch về giá, cái biểu đồ về nến chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua rõ ràng là những cái cây nến dạng doji, dạng spinning top. Do vậy thì cái xu hướng lưỡng lự của nhà đầu tư đang rất là phổ biến đối với cổ phiếu HD Bank. Và như phân tích thì chúng ta từ những tuần trước chúng ta có một cái ngưỡng kháng cự của HD Bank tại cái vùng giá 20.5. Đây 20.8 cụ thể là mình nói có cái biểu đồ giá, những cái giá cụ thể nhất là vùng 20.8 nha các bạn. Và cái phiên 16 tháng 4 thì nó vẫn còn đang nằm giữa cái vùng giá 16.8 này. Tuy nhiên cái phiên 17 tháng 4 thì nó đã
vượt và bứt ra được cái vùng giá 17.4, vùng 20.8 đối với cái tại phiên ngày 17 tháng 4 này. Tuy nhiên thì sau khi bứt xong thì chúng ta lại thấy một cái lực bán ra đối với cái cổ phiếu của HD Bank, tức là cái tâm lý thị trường vẫn nhà đầu tư vẫn còn đang rất là phân vân 50-50, là sau khi bứt lên thì họ đã lập tức chốt lời cổ phiếu làm cho cái áp lực bán nó lại tiếp tục tăng ra. Thì do vậy với cái tình hình này thì nhìn nhận của mình là xu hướng nó lại tiếp tục quay về test lại cái vùng giá 20.8 này. Và nếu như test kiểm tra lại cái vùng giá 20.8 này vẫn thành công và cái lực đỡ vẫn còn rất tốt thì cái kịch bản chúng ta tiếp tục xây dựng đối với cổ phiếu HD Bank là tăng lên lại cái ngưỡng kháng cự phía trên này, ngưỡng giá là 25.6, ngưỡng giá là 25.6 cho cái kênh kịch bản tăng giá. Và nếu như rõ ràng test không thành công ở vùng này và đánh thủng ở những cái mức hỗ trợ phía dưới sâu hơn, vùng hỗ trợ vùng giá 19, thì chúng ta phải có những cái bước cắt lỗ cho nó phù hợp. Tiếp theo đó là nhìn nhận về cổ phiếu của Hòa Phát. Thì tất nhiên rồi, chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại cổ phiếu Hòa Phát, là chúng ta đã có một cái video định giá riêng giá trị thực của cổ phiếu này, một cái nhìn nhận đánh giá chấm điểm rất là cao đối với cổ phiếu. Cổ phiếu Ngân hàng Quân đội, CTD, SBT, SAB và Thế giới Di động, chúng ta đều có video nhận xét riêng. Các bạn có thể vào kênh của mình, để tìm kiếm lại các cái video định giá đó nha các bạn. Và cách để các bạn có thể tìm lại những cái video định giá đó thì các bạn làm như sau: các bạn vào trang YouTube, sau đó các bạn gõ tên kênh của mình, ở đây, thì các bạn thấy là đây là kênh của mình. Thì cụ thể các bạn sẽ vào cái mục là video, nơi đây sẽ có rất là nhiều video mình up hàng ngày về định giá, về chấm điểm các cổ phiếu. Cụ thể hơn thì các bạn có thể vào phần danh sách phát để có những cái video, cái mục danh sách phát mình đã lập riêng cho những cái việc về định giá, về phân tích cổ phiếu, về phân tích thị trường. Hòa Phát nó hoạt động trong các lĩnh vực về đầu tư, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị, sản xuất, mua bán kim loại màu, phế liệu kim loại màu. Thì chúng ta hãy cùng nhau mở cái biểu đồ kỹ thuật để nhìn nhận và đánh giá cổ phiếu của Hòa Phát. Thì Hòa Phát thì đã cho cái tín hiệu kỹ thuật mua từ rất là sớm. Nếu như mua về ngắn hạn thì chúng ta thấy là cái biểu đồ tín hiệu kỹ thuật rất là đúng khi tạo cái điểm mua từ vùng giá 17.000 trên một cổ phiếu. Và chúng ta lại tiếp tục phân tích cái ngưỡng kháng cự phía trên tại cái vùng giá là 18.3 đối với cổ phiếu của Hòa Phát. Và sau những cái phiên giao dịch từ tuần trước thì cổ phiếu của Hòa Phát nó đã bứt ra được cái kênh giá 18.3 này. Và do vậy nó tiếp tục thiết lập cái kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn. Và nếu như vậy thì cái kịch bản chúng ta thấy là bứt ra được cái vùng 18.3 này thì chúng ta lại tiếp tục vẽ cái kịch bản tăng giá lên đến cái ngưỡng kháng cự tiếp theo phía trên này, ngưỡng giá 21.3 ngàn. Đối với Hòa Phát thì là một trong những cổ phiếu tốt và chúng ta đã nhìn nhận là khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này. Và cụ thể hơn, và cái kênh tăng giá nó tiếp tục tăng, và nếu như test vượt lên cái ngưỡng kháng cự và 21, đây là một trong những ngưỡng tâm lý quan trọng. Do vậy thì nếu như mà cổ phiếu Hòa Phát có thể tự tin vượt ra được những cái ngưỡng phía trên này, ngưỡng 21 này, đây là những cái ngưỡng tâm lý rất là quan trọng. Tại vì nếu như các nhà đầu tư theo phương pháp phân tích kỹ thuật thì họ sẽ thấy đây là cái ngưỡng kháng cự, và tâm lý khi gặp một ngưỡng kháng cự thì với cái mục tiêu an toàn họ sẽ bán ra, họ sẽ chốt lời ra. Do đó nó sẽ có áp lực giảm đối với những cổ phiếu khi mà các nhà đầu tư phân tích theo hướng phân tích kỹ thuật. Còn nếu như phân tích theo cái phương hướng là mua theo hướng đầu tư giá trị thì họ sẽ tiếp tục mua và nắm giữ cổ phiếu này khi họ đã mua được những cái giá rất là tốt tại vùng giá 17 này. Và kịch bản xây dựng là nếu như tiếp tục test lại cái vùng 21.3 này, vượt ra được thì cổ phiếu Hòa Phát sẽ thiết lập lên cái kênh tăng giá cao hơn, lên tại cái vùng giá là 25.8 đối với một cổ phiếu. Và như vậy thì chúng ta thấy là chỉ cần cổ phiếu của Hòa Phát nó giữ vững được cái vùng giá trên vùng giá là 20.000 trên một cổ phiếu, ngưỡng hỗ trợ này mình sẽ thiết lập cho bạn là trên 20.000 trên một cổ phiếu, thì khả năng nó sẽ bắt đầu hình thành nên cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn nha các bạn. Hình thành nên kênh xu hướng tăng giá về trung hạn đối với cổ phiếu của Hòa Phát. Thì chúng ta thấy là các cái lực mua đối với cổ phiếu rất là tốt, những cái cây nến Marubozu chứng tỏ là cái lực mua mạnh
nhà đầu tư rất là tích cực và lạc quan đối với cổ phiếu của Hòa Phát này. Và chỉ cần giữ trên cái vùng 20 thì kênh xu hướng tăng giá về trung hạn cổ phiếu Hòa Phát sẽ được thiết lập. Và nếu như kịch bản của chúng ta nhận định bị sai, thị trường xấu đi, thì các bạn nhớ cắt lỗ ở những cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới, phía thấp hơn này để bảo toàn vốn. Và chúng ta cùng nhau đến cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu SSD. SSD thì chúng ta thấy là hoạt động trong các lĩnh vực về dịch vụ chứng khoán, ngân hàng đầu tư, quản lý quỹ, nguồn vốn và kinh doanh về tài chính. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét và phân tích cái biểu đồ kỹ thuật của SSD để chúng ta có những nhìn nhận và nhận xét đánh giá đúng đắn cho cái cổ phiếu này. Đối với cổ phiếu SSD, tuy là cái mức tăng trưởng rất là chậm, tuy nhiên thì nếu như nhìn nhận thì chúng ta thấy là nó cũng đã thiết lập nên được cái kênh tăng giá về ngắn hạn đối với cổ phiếu này. Và chúng ta thấy là tuy nhiên những cái tình hình giao dịch gần đây thì hầu hết là các cái mẫu hình nến chúng ta thấy là thuộc dạng là doji hoặc là spinning top, chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn còn đang rất là phân vân cho cái cơ hội tăng giá cổ phiếu này. Tuy nhiên nếu như mà cái tín hiệu này nó tiếp tục tăng trưởng và giữ vững ở cái mức chậm này, và cụ thể hơn mình vẽ cho các bạn một cái mức hỗ trợ để có thể đảm bảo là cái kênh xu hướng tăng giá của SSD tiếp tục được thiết lập, đó là cái vùng giá 12.5. Ngay tại cái kênh giá này các bạn, 12.5 chính là cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng để có thể tiếp tục giúp giữ vững SSD có thể tiếp tục tăng điểm trong những cái phiên tiếp theo sau đây. Và nếu như tiếp tục giữ được trên cái vùng giá 12.5 thì cái kênh tăng giá về trung hạn của cổ phiếu SSD lại tiếp tục được hình thành để có thể tăng trưởng lên lại cái vùng tiếp theo phía trên này, cái vùng 16.4 nha các bạn, vùng giá 16.4. Và rõ ràng là để được tăng lên một cái vùng giá 16.4 này thì chúng ta phải, tất nhiên rồi, cần mất rất nhiều thời gian. Và đặc biệt hơn chúng ta thấy đang có một cái ngưỡng tâm lý rất là quan trọng tại vùng giá 13-14 ngàn trên một cổ phiếu. Và rõ ràng đặc biệt cổ phiếu ở đây phải vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng này đối với các nhà đầu tư phân tích theo hướng phân tích kỹ thuật. Thì khi mà chúng ta thấy là những ngưỡng tâm lý quan trọng, những ngưỡng áp lực kháng cự quan trọng thì các nhà đầu tư theo phương hướng phân tích kỹ thuật luôn tìm một cái hướng chốt lời nào đó, một chốt lời một phần nào đó để đảm bảo an toàn cho mình khi mà họ đã vào rất là sớm từ những cái vùng giá như thế này, thì họ sẽ chốt lời ngay. Tại vì cái kênh xu hướng chúng ta phân tích là tăng giá về ngắn hạn, chỉ khi nào nó giữ được trên những cái vùng giá này tốt á, thì nó mới thiết lập được cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn mà thôi. Còn nhìn nhận về kênh xu hướng dài hạn, rõ ràng SSD vẫn là kênh xu hướng giảm giá. Rõ ràng vẫn là kênh xu hướng giảm giá thì nó sẽ có những cái nhịp hồi, như chúng ta thấy là ở đây nó có những cái nhịp hồi lên cái mức khoảng 15%, rồi sau đó nó lại tiếp tục suy giảm xuống, rồi suy giảm xuống lại có những cái nhịp hồi lên về kỹ thuật ở mức 14-15%, thì đó là cái quá khứ của SSD đối với xảy ra. Thì trong trường hợp này cũng vậy, nó đã có những cái nhịp hồi lên, chúng ta thấy là cũng đã 30% rồi. Nếu như nó test và giữ vững được cái vùng giá 13 và trên cái vùng giá 12.5 thì xu hướng kịch bản chúng ta vẫn thiết lập cho SSD là kênh xu hướng tăng giá nha các bạn. Chỉ khi nào bị đánh thủng những cái vùng này, các bạn nhớ cắt lỗ, thì chúng ta mới phân tích lại và chúng ta mới vẽ lại cái kịch bản cho SSD trong những cái phiên tiếp theo đó. Và cổ phiếu chúng ta tiếp theo nhận định đó là cổ phiếu của FPT. Thì FPT và SSD chúng ta cũng đã có những cái video nhận xét định giá riêng, các bạn có thể tìm và xem lại để hiểu rõ hơn các cổ phiếu này. FPT hoạt động trong các lĩnh vực về công nghệ, ví dụ như là phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ về công nghệ thông tin. Ngoài ra thì còn có thêm các dịch vụ về viễn thông, phân phối bán lẻ các sản phẩm công nghệ cũng như là các hoạt động giáo dục của FPT. Chúng ta đều đã chứng kiến và thấy được cái sự phát triển của FPT trong những cái thời gian vừa qua. Thì đây là cái biểu đồ kỹ thuật, biểu đồ giá của FPT. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận và phân tích nó. Như vậy thì cổ phiếu của FPT chúng ta nhìn nhận là nó vẫn đang trong cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn và lẫn dài hạn nha các bạn. Vẫn còn đang trong kênh xu hướng giảm giá. Và như phân tích của chúng ta từ tuần trước, rõ ràng chúng ta thấy là từ ngày 13 tháng 4 nó đã trên được cái ngưỡng kháng cự mà chúng ta phân tích, đó là cái ngưỡng 46, ngưỡng giá 46 tại đây. Và rõ ràng khi mà giữ được trên cái ngưỡng giá 46, tức là bây giờ là ngưỡng gọi là ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng giá 46 này, thì kịch bản của FPT thiết lập nên đó là kênh xu hướng tăng giá lên cái vùng kháng cự phía trên này, vùng giá 52.
vùng giá 52 là cái vùng tiếp tục kháng cự và test, thì chúng ta thấy rõ ràng tại đây đang có một cái ngưỡng kháng cự và ngưỡng tâm lý đang rất là mạnh đối với cổ phiếu của FPT. Do vậy thì chúng ta thấy là những cái xu hướng nến của những cái phiên gần nhất thì chúng ta thấy nó đã bắt đầu hình thành nên cái dạng doji cũng như là spinning top, thể hiện sự chứng lại của giá và thiết lập một cái kênh xu hướng đi ngang trong cái vùng giá 52 này. Và nếu như tình hình tốt hơn, có thể bứt phá được cái kênh giá ở cái vùng giá 52 này, thì cổ phiếu FPT mới thiết lập nên cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn nha các bạn, để có thể hình thành nên cái kênh xu hướng tăng giá ở vùng giá 62. Tuy nhiên cái vùng giá 62-63 này là một cái kịch bản rất là lâu, kịch bản rất là xa về trung hạn, tức là về trung hạn đối với cổ phiếu FPT chúng ta khó có thể đạt được. Chỉ khi nào chúng ta lại tiếp tục chờ đợi nó test lại cái vùng giá này, test lại cái vùng giá vùng 52, 53 để có thể là vẽ và thiết lập nên cái kênh xu hướng về trung hạn đối với cổ phiếu của FPT nha các bạn. Và tất nhiên rồi, nếu như nó bị đánh thủng với những cái vùng giá thấp hơn, những cái vùng giá hỗ trợ phía dưới này thì chúng ta phải cắt lỗ để bảo toàn an toàn cho cái nguồn vốn của chúng ta. Rồi chúng ta cùng nhau đi đến cổ phiếu tiếp theo, đó là cổ phiếu của Vietinbank với mã cổ phiếu là CTG. CTG thì ngân hàng Vietinbank nó cũng hoạt động trong cái lĩnh vực về tài chính và ngân hàng. Thì do vậy chúng ta hãy cùng nhau xem xét phân tích cái biểu đồ kỹ thuật giá của CTG. Thì từ tuần trước chúng ta nhìn nhận là CTG phải vượt qua được cái ngưỡng kháng cự ở vùng giá 20 này, và rõ ràng thì nguyên cả tuần nó lại tiếp tục là test kiểm tra lại cái vùng giá 20 này mà chưa thể nào bứt khỏi được. Và nếu như mà cái tình hình như thế này, chúng ta thấy là có những cái phiên tăng trưởng lên rồi lại tiếp tục gặp áp lực bán mạnh để chốt lời, và nó cứ loanh quanh quanh cái vùng giá kháng cự vùng 20 này như chúng ta phân tích từ những cái phiên từ tuần trước rồi. Rõ ràng để mà thiết lập nên cái kịch bản mà tăng giá về ngắn hạn đối với Vietinbank CTG thì nó phải bứt ra được cái vùng giá 20.5 này thì nó mới an toàn để chúng ta vào lệnh được, còn không thì cái kênh dao động nó vẫn xảy ra trong cái vùng giá này. Các bạn thấy là mình vẽ cái kênh dao động của CTG nó nằm trong cái vùng này các bạn. Đây là cái hộp mà dao động của nó. Đó, ngưỡng giá phía dưới này là 18, ngưỡng giá phía trên này là 20.5. Và do vậy thì nó vẫn còn dao động đi ngang, tích lũy đi ngang. Và do vậy thì chúng ta lại tiếp tục nhận xét là nó lại tiếp tục dao động đi ngang. Khi nào nó bứt ra được cái ngưỡng 20.5 thì chúng ta mới thiết lập cái kênh xu hướng tăng giá để có những cái kịch bản tiếp theo. Kịch bản 23, 24 ngang. Còn nếu như bứt xuống thì nó lại tiếp tục rơi về những cái vùng giá thấp hơn phía dưới này. Đó là kịch bản về dài hạn, về trung hạn đối với cổ phiếu của CTG. Tuy nhiên thì nếu những cái nến hình thành trong cái phiên vừa rồi thì chúng ta thấy là 50-50, tỷ lệ đang là tăng trưởng 50-50. Và kênh xu hướng lại tiếp tục dao động tại cái vùng giá này để dao động tích lũy một thời gian nữa. Tiếp theo đó là cổ phiếu của Novaland. Thì Novaland hoạt động trong các lĩnh vực về kinh doanh bất động sản, về quyền sử dụng đất cũng như là thuộc cái quyền chủ sở hữu sử dụng xây dựng các nhà các loại, tư vấn cũng như là môi giới và đấu giá về bất động sản, về quyền sử dụng đất. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét và phân tích biểu đồ kỹ thuật của Novaland như thế nào. Như vậy thì chúng ta thấy là Novaland đã có một cái thời gian dao động và tích lũy rất là lâu tại cái ngưỡng giá hỗ trợ này. Chúng ta thấy là chúng ta đã vẽ từ những cái tuần trước rồi, từ rất là lâu rồi, cái vùng giá 51.000 trên một cổ phiếu này, thì đây là cái vùng giá của Novaland. Thì nếu như nhìn nhận thì chúng ta nhìn nhận là kênh xu hướng trung hạn và dài hạn vẫn là kênh xu hướng giảm giá nha các bạn chú ý các kênh xu hướng chính. Về ngắn hạn thì cổ phiếu của Novaland đã bứt ra được cái vùng giá 52 này, do vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập một kịch bản tăng giá nếu nó vẫn tiếp tục giữ được cái phong độ này. Chúng ta thấy là cái ngưỡng giá tiếp theo phải đạt được là 54.5. Tuy nhiên thì nếu để đạt được 54.5 thì chúng ta thấy đang có một cái ngưỡng hỗ trợ rất là cứng, mà sau khi mà chúng ta thấy là cái phiên ngày 17 tháng 4 á, nó đã chạm lên được ngay cái ngưỡng giá 53.000 trên một cổ phiếu, thì nó gặp cái ngưỡng kháng cự này thì nó lại tiếp tục bị áp lực bán ra và nó đang phân vân và không biết nó có thể bứt ra được cái vùng 53 này hay không. Và nếu như bứt mạnh thì chúng ta thiết lập lên cái kênh xu hướng tăng giá về vùng 54.5. Tuy nhiên thì nó vẫn có cái mức hỗ trợ rất là tốt tại cái ngưỡng giá 51
51 này, 51 này. À, nếu như tín hiệu xấu đi thì chúng ta cũng phải cắt lỗ ngay vùng giá 51 này nha các bạn. Còn cái kênh xu hướng kịch bản chúng ta vẫn là thiết lập chính cho Novaland, đó chính là tăng giá lên cái vùng 54.5, và trước khi tăng thì nó đang gặp một cái ngưỡng 53 này. Và nó tiếp tục test kiểm tra lại cái vùng giá này để xem cái lực mua của cái nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Novaland như thế nào, có tốt hay không. Tuy nhiên nhìn nhận vào các cái mẫu hình nến thì chúng ta thấy là thanh khoản thì cái mức thanh khoản của Novaland đang rất là thấp. Những cổ phiếu hầu như là các nhà đầu tư là thuộc về cái mẫu hình nến là spinning top, do vậy thì cái mức độ phân vân và đầu tư vào cái cổ phiếu này nó chưa có được cái mức tín dụng cao lắm. Tiếp tục đó là cổ phiếu của Vinhome. Đối với Vinhome thì chúng ta thấy là nó hoạt động trong các lĩnh vực về phát triển, về kinh doanh bất động sản, về cho thuê văn phòng, về cung cấp các cái dịch vụ quản lý bất động sản cũng như là các cái dịch vụ về liên quan. Thì xu hướng giá của Vinhome thì chúng ta thấy nó vẫn còn đang trong cái kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn. Còn nếu như xét về trung hạn và dài hạn thì rõ ràng nó đang rơi vào kênh xu hướng giảm giá như thế này. Thì trong cái tuần vừa rồi chúng ta thấy là từ 13 đến 17 tháng 4 thì những mẫu hình nến rõ ràng nó cho thấy là cái xu hướng của Vinhome đang đi vào kênh xu hướng ngang để dao động tích lũy quanh cái vùng này các bạn. Cái vùng tích lũy của nó sẽ là cái vùng mình vẽ phía dưới này. Cái vùng tích lũy của nó sẽ là vùng 66, vùng 66.5. Đó là ngưỡng phía dưới, ngưỡng phía trên ở đây chúng ta thấy là ngưỡng 73, 73.8. Đó là ngưỡng phía trên. Và tiếp tục nó sẽ dao động để tích lũy kiểm tra lại cái vùng giá trong vùng này để có thể tiếp tục kiểm tra cái xu hướng tiếp theo đối với cổ phiếu của Vinhome. Chúng ta chưa có nhìn nhận nào. Nếu như các bạn thấy cái vùng giá này tốt đối với các bạn mua vào thì nhớ cắt lỗ ở những vùng phía dưới này. Cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới này, cái ngưỡng mình vẽ ở đây là vùng 62, 63 ngàn nha các bạn. 62.97, 63 ngàn đối với một cổ phiếu nếu như nó bị sai kịch bản tăng lên đối với các bạn. Còn nếu như cái kịch bản tăng lên, các bạn muốn mình vẽ và thiết lập lên thì nó sẽ vùng giá tiếp theo phải đạt được, đó là vùng giá 74. Và vượt ra 74 thì kịch bản tăng tiếp theo là vùng 90. Tuy nhiên thì kịch bản này quá xa đi, là chúng ta chưa vội vẽ mà hãy để kiểm tra cái xu hướng tiếp theo đối với cổ phiếu của Vinhome trong cái thời gian tiếp theo. Tại vì những mẫu hình nến chúng ta thấy là nó sẽ tiếp tục dao động đi ngang để tích lũy và kiểm tra tại cái vùng này trong cái thời gian tiếp theo. Và khả năng nếu như bị đánh thủng thì nó sẽ rơi về vùng giá thấp hơn và lại tiếp tục rơi vào cái kênh xu hướng là giảm giá về trung hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên thì chúng ta hãy đợi những cái tín hiệu tiếp theo để xem nó có thể bứt phá hai cái ngưỡng phía trên này, ngưỡng phía trên kháng cự và ngưỡng phía dưới hỗ trợ này hay không, để chúng ta có nhìn nhận và đánh giá tốt nhất. Cổ phiếu của vàng bạc đá quý Phú Nhuận với mã cổ phiếu là BNG. Thì vàng Phú Nhuận chúng ta thấy là nó hoạt động trong cái lĩnh vực về dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, sản xuất, kinh doanh trang sức bằng vàng, bạc, đá quý và vàng miếng. Chúng ta hãy cùng nhau mở cái biểu đồ kỹ thuật để có thể phân tích và đánh giá đối với cổ phiếu của BNG. Thì chúng ta thấy là như phân tích thì cổ phiếu của BNG đã vượt ra được cái ngưỡng kháng cự mà chúng ta đã vẽ từ những tuần phía trước rồi, vùng giá 57. Cụ thể hơn là chính xác là vùng giá 57.000 trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu của vàng Phú Nhuận. Và nếu như nó tiếp tục giữ được cái phong độ tăng trưởng về ngắn hạn và nó không bị đánh thủng khỏi cái vùng giá 57.000 này thì kênh xu hướng chúng ta thiết lập cho cái kịch bản nó sẽ tăng giá lên những vùng cao hơn, cái vùng giá 69-70.000 trên một cổ phiếu. Và tất nhiên nếu nó tăng được cái vùng 79 thì nó lại có những cái ngưỡng kháng cự thấp hơn phía dưới này, đó là vùng 65. Thì đó là những ngưỡng kháng cự cho cái kịch bản tăng giá đối với cổ phiếu của BNG. Chúng ta thấy là những cái mẫu hình nến trong cái phiên vừa rồi thì gọi là những cái mẫu hình nến đi ngang, thiết lập lên cái kênh xu hướng tiếp tục đi ngang đối với BNG. Tuy nhiên nếu như không bị test lại cái vùng 57 này mà không bị đánh thủng thì cái kịch bản chúng ta vẫn thiết lập cho BNG, đó là kịch bản tăng giá về ngắn hạn. Còn về trung hạn và dài hạn thì chúng ta vẫn giữ quan điểm là xu hướng giảm giá đối với cổ phiếu này mà thôi. Thì BNG này, rồi FPT thì chúng ta cũng đã có những cái video nhận xét và đánh giá riêng. Do vậy các bạn có thể tìm kiếm và xem xét lại để có những cái nhận định chính xác và phù hợp nhất. Tiếp theo là cổ phiếu của Vietjet.
Vietjet hoạt động trong cái lĩnh vực về vận tải hành khách, hàng không, các cái hoạt động và dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải hành khách. Chúng ta hãy cùng nhau mở biểu đồ kỹ thuật của Vietjet lên để phân tích và đánh giá nó như thế nào. Từ tuần trước thì giá cổ phiếu của Vietjet là cái vùng giá này là 115. Thì đến cuối tuần thì nó tăng lên là 117, vẫn đang thiết lập nên một cái kênh xu hướng đi ngang. Và sau khi mà cái tuần vừa rồi chúng ta thấy là nó đã kiểm tra, nó quay lại, nó kiểm tra tại cái vùng hỗ trợ phía dưới này. Cái ngưỡng hỗ trợ chúng ta đã vẽ từ những cái phiên phía trước, ngưỡng 106.37 ngày trên một cổ phiếu. Rõ ra, cái phiên ngày, cụ thể là cái phiên ngày 15 tháng 4, nó quay lại, nó test tại cái vùng giá 107.5, 106. Đâu cụ thể là mình xem 106.3 ngàn trên một cổ phiếu như thế này. Và nó test thì rõ ràng nhà đầu tư vẫn khá là lạc quan với cái mức hỗ trợ này. Do vậy cổ phiếu lại tiếp tục tăng lên những cái phiên tiếp theo. Và hoàn toàn nó có thể đạt được cái mức kháng cự phía trên này các bạn, 119.5, đó là ngưỡng kháng cự tiếp theo đối với Vietjet. Và theo cái kịch bản tăng giá mà được thiết lập đối với Vietjet như thế này, thì nếu như vẫn giữ vẫn được cái phong độ của mình thì nó lại tiếp tục tăng trưởng theo cái kịch bản tăng giá mình sẽ vẽ tiếp theo, đó là cái vùng giá cao hơn vùng giá 141.000 trên một cổ phiếu đối với Vietjet. Tuy nhiên để đạt được thì nó không phải ngắn như thế này, nó phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và những cái ngưỡng kháng cự quan trọng để nó có thể đạt được những cái mức kịch bản cao hơn. Còn nếu như kịch bản xấu đi, bị đánh thủng vùng 100, 105 thì các bạn nhớ cắt lỗ để bảo toàn vốn, thì chúng ta sẽ thiết lập và vẽ lại cái kịch bản trong những cái phiên mà nếu như nó đi sai với kịch bản mà chúng ta nhìn nhận và phân tích theo cái biểu đồ kỹ thuật này. Thì tất nhiên phân tích theo một cái phương hướng nào đó, phân tích theo phương hướng là cơ bản hoặc là đầu giá trị cơ bản hoặc là phương pháp phân tích theo phương hướng kỹ thuật, thì tất nhiên là nếu như chúng ta đi theo một phương hướng nào thì nó sẽ có những cái xác suất chiến thắng cao hơn nếu như chúng ta không tuân thủ. Rõ ràng thì cái xác suất mà cái kịch bản tăng giá hiện tại đối với Vietjet là cao hơn so với kịch bản nó tiếp tục giảm và test lại cái vùng này. Do vậy thì các bạn nên nhớ chú ý những cái vùng giá hỗ trợ này, vùng giá kháng cự để có những cái nhận định tiếp theo và cái kịch bản tiếp theo. Nếu như cổ phiếu đúng theo kịch bản của chúng ta thì chúng ta tiếp tục giữ vững. Mà nếu như sai thì chúng ta phải có phương hướng cắt lỗ để bảo toàn vốn cho nó phù hợp và chúng ta đợi những cái điểm vào tốt hơn để chúng ta vào lại, thì như vậy thì rất an toàn và tránh cái tâm lý hoảng loạn cho chúng ta khi mà chúng ta đầu tư. Và cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu ở đây các bạn, Techcombank với mã cổ phiếu là TCB. Thì TCB nó hoạt động trong cái lĩnh vực về tài chính và ngân hàng rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau xem xét và phân tích cái biểu đồ giá của TCB như thế nào. Đối với TCB thì chúng ta thấy từ tuần trước ngày 13 thì giá nó vẫn tiếp tục là chạm ngay cái ngưỡng mà chúng ta xác nhận là cái ngưỡng phía trên này. Cái ngưỡng giá là 17.3. Và đến cái phiên ngày 17 này thì nó đã vượt qua cái ngưỡng 17.3. Thì nó cũng gần gần đó, ngưỡng 17.75. Tuy nhiên thì cái mẫu hình nến thì chúng ta thấy là cái sự thận trọng của nhà đầu tư. Những cái mẫu hình nến chúng ta thấy là dạng Doji, spinning top, thì chúng ta thấy là nhà đầu tư lại tiếp tục phân vân sau khi vượt ra được cái ngưỡng 17.3 này. Và tức là cái nhu cầu, cái lực mua của nhà đầu tư chưa có mạnh đối với cổ phiếu của Techcombank này. Nếu như mình nhìn nhận về xu hướng trung hạn và dài hạn thì chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn còn đang trong kênh xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn, chỉ đang hồi phục về mặt tín hiệu kỹ thuật. Và cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục về mặt ngắn hạn cho chúng ta thấy xu hướng tăng giá. Tuy nhiên sau khi vượt qua được cái ngưỡng cản 17.3 thì lại tiếp tục phân vân. Và cái kịch bản chúng ta vẫn thiết lập đó là cái kịch bản là tăng giá đối với của Techcombank lên cái vùng giá cao hơn, vùng giá 20. Tuy nhiên để đạt được cái vùng giá 20 thì nó vẫn có cái ngưỡng quan trọng ở vùng giá 19 này. Nếu như vượt được cái ngưỡng giá 19 nằm trên cái vùng ngưỡng giá 19 này thì rất khả năng nó sẽ thiết lập nên được cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn đối với Techcombank để chúng ta có thể nắm giữ về trung hạn. Tuy nhiên thì nếu như không vượt qua được hay là bị đánh thủng những cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới này, phía dưới 17, 16 này, thì chúng ta phải cắt lỗ để an toàn. Thì đó là cái kịch bản chúng ta thiết lập vẽ lên. Thì hiện tại kịch bản chúng ta ưu tiên là kịch bản tăng giá lên cái vùng 20.000 trên một cổ phiếu. Và khả năng nó có thể là test lại những cái nhịp giá 17.000. Vùng giá 17 nó test lại để kiểm tra cái xu hướng có mạnh, có còn mạnh hay không. Nhà đầu tư có tạo nên cái áp lực mua cao đối với cổ phiếu của Techcombank này hay không. Rồi chúng ta hãy cùng nhau đi đến cổ phiếu của
BLX. Đây là cổ phiếu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam. BLX như chúng ta thấy là nó hoạt động trong các cái lĩnh vực về sản xuất, kinh doanh về xăng dầu, các cái sản phẩm hóa dầu cũng như là về khí hóa lỏng, về vận tải và dịch vụ xăng dầu. Thì đó là cái lĩnh vực liên quan của BLX. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào cái biểu đồ kỹ thuật để nhìn nhận và đánh giá cái xu hướng tiếp theo. Thì BLX hiện tại thì chúng ta nếu như phân tích từ cái ngày 13 đến ngày 17 thì nó vẫn nằm trong cái vùng giá 40-41. Tuy nhiên thì cái điểm tích cực của BLX đó chính là nó vượt ra được cái ngưỡng kháng cự để hình thành lên cái ngưỡng hỗ trợ tại cái vùng giá 39-39.5 này trên một cổ phiếu như thế này. Thì theo kịch bản thì nếu như mà giữ vững và vượt ra được cái vùng giá 39-39.5 này thì cái kịch bản chúng ta vẫn thiết lập đó và kịch bản tăng giá đối với BLX lên cái vùng giá tiếp theo, ngưỡng kháng cự phía trên, ngưỡng giá 45.000 trên một cổ phiếu. Tuy nhiên thì nhìn vào những cái mẫu hình nến thì chúng ta thấy là nhà đầu tư vẫn tiếp tục phân vân tại cái vùng giá này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vẫn có một cái ngưỡng kháng cự gần vùng giá 42-43 này. Do vậy thì khả năng nó sẽ test những cái vùng giá quanh quẩn tại cái vùng giá 39-39.5 này để có thể thiết lập nên cái kênh xu hướng tăng giá. Cái điểm cắt lỗ mà chúng ta có thể nắm về trung hạn đó là cái vùng giá 38-39.000 trên một cổ phiếu để có thể là nếu như đánh thủng khỏi cái vùng hỗ trợ phía dưới này thì chúng ta phải cắt lỗ để an toàn. Tuy nhiên thì kịch bản nếu các bạn muốn nắm giữ về trung hạn thì phải nắm giữ ở cái vùng giá từ 39-40 trở lên, những vùng giá an toàn này. Tại vì nếu như chúng ta sai thì chúng ta có thể cắt lỗ ở vùng phía dưới 38-39 thì cái mức cắt lỗ cũng không quá cao. Tuy nhiên và tiếp tục nắm giữ để đạt lên cái mức tăng điểm tiếp theo đó là mức 45. Và nếu như đạt được những cái mức phía trên này, chúng ta thấy vùng giá 43 trở lên thì nó rất là dễ thiết lập nên một cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn, về lâu dài đối với BLX. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải tiếp tục quan sát, theo dõi rất là kỹ càng những cái tín hiệu, những cái mẫu hình nến tiếp theo để có thể phân tích một cái mức độ về biểu đồ kỹ thuật nó chính xác và nó khả năng xác suất cho chúng ta chiến thắng cao nhất có thể. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Bow. Lĩnh vực hoạt động chính của Bow đó chính là sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí các loại. Ngoài ra thì còn lắp đặt thêm các hệ thống điện. Đây là một cổ phiếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau mở biểu đồ kỹ thuật để xem xét cổ phiếu của Bow như thế nào. Đối với Bow thì chúng ta thấy là nếu như phân tích theo phương hướng kỹ thuật ngắn hạn thì xu hướng là tăng giá. Còn về xu hướng trung hạn và dài hạn thì vẫn đang rơi vào kênh xu hướng giảm giá mà chưa có thể là đảo chiều tăng được. Về ngắn hạn thì theo biểu đồ kỹ thuật đã cho chúng ta những vùng mua từ vùng giá 7.000, 8.000 đối với cổ phiếu của Bow này như thế này. Đó là cái biểu đồ kỹ thuật cho chúng ta những cái điểm mua rất là sớm. Và sau khi vượt ra được cái ngưỡng 8.000 thì nó lại tiếp tục đạt được cái ngưỡng kháng cự phía trên, ngưỡng giá 8.38 trên một cổ phiếu thì nó đang tiệm cận tại cái vùng giá là 9.38.000 trên một cổ phiếu. Và rõ ràng nó đang gặp khó tại cái ngưỡng cản 9.1, 9.2 và nó chưa thể đạt được cái ngưỡng kháng cự phía trên 9.3 này. Và nó có những cây nến tiếp tục phân vân, tiếp tục xuất hiện những cây nến phân vân. Và sau những cây nến phân vân này không phải là đảo chiều hoặc là tiếp tục tăng lên mà gọi là nhà đầu tư đang phân vân tại cái vùng này để tiếp tục test và kiểm tra tại những cái vùng giá rất là tâm lý, có những cái tâm lý rất là cao đối với những cái vùng giá 9.2 và 9.3 đối với cổ phiếu của Bow này. Do vậy thì về xu hướng thì như mình đã nhìn nhận là nếu như vượt qua được cái ngưỡng giá 8.000 thì cổ phiếu của Bow sẽ tăng được cái vùng giá 9.000. Còn nếu như vượt tốt ra được vùng giá 9.000 thì thiết lập kịch bản tăng lên để những cái ngưỡng kháng cự cao hơn phía trên này là 11.6. Còn nếu như bị test những cái bài kháng cự tâm lý khá nặng như thế này mà bị thất bại thì lại tiếp tục rơi về những vùng giá thấp hơn. Do vậy thì nếu các bạn đã mua vào những cái giá tốt thì an toàn thì có thể chốt lời ở những cái vùng tâm lý rất là nặng như thế này. Hoặc nếu muốn nắm giữ về dài hạn thì lại tiếp tục đợi những cái ngưỡng kháng cự cao hơn và xem những cái tình hình tiếp theo để chúng ta có những nhìn nhận và đánh giá đúng đắn cho cổ phiếu của Bow. Và đối với cổ phiếu của Bow này thì chúng ta cũng đã có một cái bảng định giá và đánh giá nhận xét riêng. Các bạn quan tâm và muốn đầu tư dài hạn thì hãy dành một chút ít thời gian để xem lại cái video của mình để có những cái nhìn nhận đúng hơn
và giữ cho mình cái tâm lý tốt hơn khi muốn nắm giữ đầu tư về phương hướng đầu tư giá trị. Cổ phiếu tiếp theo chúng ta hãy cùng đi đến là cổ phiếu RE, cổ phiếu cơ điện lạnh. Về cổ phiếu của cơ điện lạnh thì chúng ta nhìn nhận đây là một cái cổ phiếu hoạt động trong cái lĩnh vực về dịch vụ cơ điện công trình, cho các công trình công nghiệp dân dụng, cơ sở hạ tầng, sản xuất lắp ráp, phân phối các cái sản phẩm phục vụ về điện công trình. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận và đánh giá cũng như là phân tích cái biểu đồ kỹ thuật, biểu đồ giá của cổ phiếu công ty cổ phần cơ điện lạnh với mã cổ phiếu là RE như thế nào. Từ như nhìn nhận từ những cái phiên đánh giá từ tuần trước thì chúng ta đã có những cái điểm vào, nếu như theo phương pháp kỹ thuật về ngắn hạn thì những cái điểm vào chúng ta đã cho tín hiệu mua từ vùng giá 28 cũng như là vùng giá 28.8 này, và sau khi đã vượt qua được những cái ngưỡng phía dưới này thì nó lại tiếp tục hình thành nên cái kênh xu hướng tăng giá để tiếp tục đạt lên được những cái ngưỡng kháng cự phía trên này tại vùng giá 31.5. Và chúng ta thấy là cụ thể hơn là những cái phiên ngày 17 tháng 4 nó đã đạt được, chúng ta thấy là cái mẫu hình nến, cái giá cao nhất của nó đã đạt được cái ngưỡng là 31.5 rồi. Tuy nhiên thì sau khi chưa có những cái mẫu hình nến này, chúng ta thấy là nó chưa hoàn toàn xác nhận là đạt được cái ngưỡng 31.5, thì giá cao nhất được 31.5 thì lại tiếp tục giảm xuống để nó lại tiếp tục test những cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới thấp hơn. Chúng ta thấy là những mẫu hình nến chứng tỏ cái lực mua vào đối với cổ phiếu của cơ điện lạnh là chưa tốt, và nó cứ rã rít tăng như vậy. Và để đạt được cái ngưỡng kháng cự phía trên thì chúng ta cần phải có những cái mẫu, những cái cây nến, cần phải quan sát một vài cây nến, một vài phiên tiếp theo để có thể xác nhận là nó đã đạt được và test kiểm tra lại tiếp tục mạnh đối với cái vùng giá 31.5 này. Nếu như test tốt và kiểm tra tốt tại cái vùng giá 31.5 này thì cơ hội nó mới tiếp tục thiết lập lên cái kịch bản tăng giá về vùng giá 35.000 trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu của RE. Tuy nhiên tại vùng này chúng ta thấy là nó đang gặp cái vùng cản rất là lớn tại vùng giá 31 và 32, ngưỡng tâm lý rất là nặng. Mà nếu như mà vượt qua được những ngưỡng tâm lý nặng này thì khả năng tăng trưởng của cổ phiếu cơ điện lạnh rất là cao, đến vùng giá 35. Nếu các bạn đã mua vào vùng giá tốt, vùng giá 28-29 như những cái nhận định từ tuần trước của mình, thì các bạn đã có thể là nắm giữ rất là an toàn và tiếp tục đợi để cổ phiếu kiểm tra những cái ngưỡng tâm lý nặng tại cái vùng giá 31 cũng như là 32 ngàn trên một phiếu này. Và đó là xu hướng về ngắn hạn. Tuy nhiên về kênh xu hướng trung hạn và dài hạn thì chúng ta vẫn có nhận định là giữ cái quan điểm là vẫn còn nằm trong kênh xu hướng giảm giá về trung hạn và lẫn dài hạn, chỉ là đang hồi phục về mặt tín hiệu kỹ thuật, những cái hồi phục về mặt kỹ thuật tính theo phiên. Và chúng ta thấy là những cái phiên đã thiết lập đúng như kịch bản chúng ta đã nhìn nhận và đánh giá từ những cái phiên từ tuần trước. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến cổ phiếu tiếp theo của Bảo Việt. Và RE và Bảo Việt thì chúng ta đều có những cái video nhận xét đánh giá riêng dành cho các bạn quan tâm theo hướng định hướng giá trị, nhận xét một cổ phiếu theo hướng toàn diện 10 tiêu chí đánh giá của mình, các bạn có thể tìm và xem lại. Cổ phiếu của Bảo Việt cũng như vậy, chúng ta thấy là cái phương pháp phân tích kỹ thuật, cái tín hiệu kỹ thuật đã cho chúng ta những cái điểm mua rất là sớm từ tại cái vùng giá này rồi, từ tại cái vùng giá 37 rồi. Và sau khi mua tại vùng giá 37 thì nó lại tiếp tục vượt ra được ngưỡng kháng cự phía trên này, cái ngưỡng giá 41.8. Và chúng ta thấy là những cái mẫu hình nến một vượt rất mạnh để thiết lập lên một cái kênh xu hướng tăng giá đối với Bảo Việt. Nếu như tại những cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ chúng ta phân tích là cái kênh xu hướng nó phải tăng được đến cái vùng giá là 51.2 ngàn trên một cổ phiếu. Và hiện tại nó đang bị gặp cái áp lực tại cái vùng giá 48 và 49 ngàn trên một cổ phiếu này, chưa thể đạt được cái kênh xu hướng là 51 ngàn trên một cổ phiếu. Và những mẫu hình nến chúng ta phân tích thấy những mẫu hình nến là với cái dạng nhà đầu tư đang phân vân tại những cái ngưỡng tâm lý rất quan trọng này, và cổ phiếu lại tiếp tục thiết lập nên một kênh đi ngang để tiếp tục test cũng như là kiểm tra tại những cái vùng giá quan trọng này. Và như nếu như kịch bản chúng ta thiết lập cho cổ phiếu của Bảo Việt tích cực hơn thì theo phương pháp phân tích kỹ thuật thì cái ngưỡng kháng cự tiếp theo của nó lại tiếp tục ngưỡng 65 này. Ngưỡng này cũng khá xa, chúng ta chưa vội xem xét. Tại vì cái ngưỡng chúng ta chưa có thể vượt được là ngưỡng 51.3 này, nó còn chưa thể vượt được. Do vậy thì các bạn nếu đã mua được những giá tốt thì lại tiếp tục quan sát những cái ngưỡng tâm lý quan trọng này để có những nhìn nhận và nhận xét đánh giá đúng đắn nhất. Để cho các kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn của Bảo Việt không bị đánh gãy thì cổ phiếu có một cái ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 44.5 này.
cần phải trên ngưỡng giá 44.5 này để có thể an toàn, an tâm và nắm giữ. Còn nếu như bị gãy những cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng này thì chúng ta phải thực hiện việc bán ra để chốt lời lần, giữ cái mức an toàn. Và nếu như bị đánh gãy luôn khỏi vùng giá 41-42 này thì nó lại tiếp tục theo cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn. Thì rõ ràng những phân tích của mình vẽ ra rất cụ thể, ngưỡng hỗ trợ ở đâu, ngưỡng kháng cự ở đâu, những ngưỡng tâm lý quan trọng ở đâu, để các bạn có thể theo dõi và nhìn nhận đánh xác, đánh giá những cái cổ phiếu của mình theo những cái ngưỡng tâm lý quan trọng để có những cái biện pháp chốt lời phù hợp nhất. Nếu các bạn là người có khả năng chịu đựng rủi ro tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để vượt qua những cái ngưỡng tâm lý tốt. Còn nếu như chúng ta muốn đầu tư an toàn, ăn ít cũng được thì chúng ta phải chốt lời ở những kháng cự này 51, 50, 50, 51. Thì đó là những cái phương hướng cũng như là cái nhìn nhận của mình có thể đưa ra để các bạn có thể nhìn nhận và đánh giá. Chúng ta đi đến cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu GAS. GAS, cổ phiếu của Tổng Công ty Khí Việt Nam. Thì như chúng ta biết, nó sẽ hoạt động trong cái lĩnh vực về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí và liên quan đến khí, cũng như là thực hiện trong cái lĩnh vực về thu gom, vận chuyển, về tàng trữ khí, các sản phẩm về khí. Chúng ta hãy cùng nhau mở cái biểu đồ kỹ thuật để cùng nhau nhìn nhận và đánh giá về cổ phiếu của GAS. Như cái biểu đồ kỹ thuật của GAS thì cái kênh xu hướng vẫn là kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn, về dài hạn thì chúng ta nhìn nhận là vẫn còn nằm trong cái kênh xu hướng giảm giá rất là mạnh như thế này. Thì đối với biểu đồ kỹ thuật đã cho chúng ta những cái điểm mua rất tốt tại cái vùng giá 61.000 trên một cổ phiếu rồi. Vùng giá 61.000 là những cái điểm mua rất là phù hợp để chúng ta có thể mua vào. Và nếu như tình hình xấu đi thì chúng ta cắt lỗ ở những cái mức thấp hơn như thế này thì cực kỳ an toàn. Và cái kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn của GAS vẫn là tiếp tục duy trì sau khi nó vượt ra được cái ngưỡng giá kháng cự vùng 64, cụ thể là vùng 63.9, 63.964 như thế này. Và kênh xu hướng kịch bản chúng ta vẫn phải thiết lập đó là kịch bản tăng lên đến cái ngưỡng hỗ trợ phía trên, ngưỡng giá 34.000 trên một cổ phiếu. Nếu như vượt ra được khỏi luôn cả 74 thì tiếp tục tăng lên những cái ngưỡng cao hơn, ngưỡng 88-90, đó là cái ngưỡng về xa. Cái điều chúng ta cần làm đó chính là phải vượt ra được cái ngưỡng tiệm cận với lại cái ngưỡng giá 74 này. Và hiện tại chúng ta thấy là những cái phiên trong tuần vừa rồi thì giá cổ phiếu của GAS lại tiếp tục bị phân vân. Nhà đầu tư lại cho những cái mẫu hình nến phân vân, chứng tỏ cái kênh dao động này lại đang thiết lập nên một cái kênh xu hướng đi ngang test trong cái vùng này một khoảng thời gian là đã được một tuần rồi các bạn. Nếu như test thành công thì nó mới có thể tăng trưởng lên cái vùng giá 74. Mà khi có được 74 thì mới tăng lên được cái vùng giá cao hơn 90 này. Thì chúng ta phải đi phân tích từng bước, chứ không thể nào nhảy một lần nhảy lên một cái giá cao như vậy thì cái điều không thể đối với một cái bất kỳ cổ phiếu nào khi cái thị trường nó khá không mấy tích cực, cũng như là có những cái nhìn nhận từ đầu phiên của chúng ta là các nhà đầu tư khối ngoại liên tục bán ròng trong những cái phiên vừa qua. Thì chúng ta cũng phải cẩn thận để có những cái điểm chốt lời, những cái điểm mục tiêu tốt để chúng ta có thể chốt lời khi đạt được cái lợi ích, cái mục đích đầu tư của chúng ta mua cổ phiếu nó rồi. Các bạn tùy theo cái mục đích, muốn mua nắm giữ về dài hạn thì nắm giữ theo cái tín hiệu kỹ thuật dài hạn. Còn nếu mua nắm giữ về lướt sóng ngắn hạn thì nếu như đủ mục tiêu rồi thì chúng ta cứ chốt lời mà thôi. Còn trong những cái tình huống như thế này chúng ta phải tiếp tục đợi những cái nến tiếp theo để nó có thể xác nhận cái xu hướng rõ ràng hơn. Rồi, vừa rồi là cổ phiếu GAS. Thì GAS chúng ta cũng đã có những cái video nhận xét riêng rồi. Tiếp theo là cổ phiếu của BIDV. Ngân hàng BIDV thì hoạt động trong cái lĩnh vực chính về tài chính và ngân hàng. Chúng ta hãy cùng nhau mở và phân tích cái biểu đồ kỹ thuật của BIDV. Thì đối với cổ phiếu của BIDV thì từ ngày 13 đến ngày 17 thì cổ phiếu vẫn liên tục nằm trong cái vùng giá 37.4 này. Cái điểm sáng và cái điểm tích cực đối với BIDV là trong cái phiên ngày 14 này, các bạn thấy không? Cái phiên ngày 14 này thì nó đã quay lại, nó test tại cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới này như chúng ta đã vẽ ra, đó là cái ngưỡng giá 36.000, và nó cũng đã test thành công để nó tiếp tục bật dậy. Tuy nhiên thì cái lực mua vào đối với cổ phiếu của BIDV trong cái tuần vừa rồi nó cũng không mấy khả quan. Thì do vậy cái xu hướng nó lại tiếp tục lần quần để test lại cái vùng giá này. Tất nhiên thì cái kịch bản về lâu dài của chúng ta, về hồi phục về ngắn hạn, chúng ta vẫn mong muốn nó đạt lên cái kịch bản giá 42 này. Thì đó là cái ngưỡng target.
target, cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thiết lập cho BIDV trong cái những cái phiên tiếp theo. Nếu như rõ ràng vẫn giữ được cái mức 36 trên 36 ngàn thì cái tin tốt để chúng ta tiếp tục nắm giữ. Còn nếu như bị đánh gãy thì chúng ta phải nhìn nhận là cắt lỗ một mức nào đó phù hợp hơn. Còn kịch bản thì chính chúng ta vẫn xây dựng kịch bản tăng giá về ngắn hạn lên vùng giá 42. Tuy nhiên về trung hạn và dài hạn chúng ta vẫn nhìn nhận nó vẫn đang trong xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn. Thì đó là cái phân tích về biểu đồ kỹ thuật BIDV. Chúng ta hãy đi đến cổ phiếu tiếp theo. AIB là cổ phiếu của ngân hàng Eximbank. Thì cũng tương tự, nó hoạt động trong cái lĩnh vực về tài chính và ngân hàng. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận cũng như là đánh giá quan sát biểu đồ kỹ thuật của Eximbank như thế nào. Một cái nhìn nhận của chúng ta là một cái điều không tốt đối với cổ phiếu của Eximbank là nó chưa bao giờ mà nó đạt được cái ngưỡng kháng cự phía trên, cái ngưỡng giá 15.5 ngàn trên một cổ phiếu, mà đây là một trong những ngưỡng tâm lý rất là quan trọng để cổ phiếu có thể giữ vững được cái mức độ ổn định của mình trong những cái phiên tiếp theo mà nó chưa hề đạt được. Chúng ta lại kết hợp với lại cái xu hướng trung hạn và dài hạn của cổ phiếu Eximbank rõ ràng trong một cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn lẫn dài hạn. Do vậy thì những cái tín hiệu quá xấu đối với Eximbank để chúng ta có thể đầu tư vào được. Một cái tín hiệu quan trọng là cái việc đầu tiên nó phải đạt được là phải break được cái ngưỡng 15.5 này thì để có thể an tâm cho hơn cái nhà đầu tư hơn. Tuy nhiên thì nhìn nhận vào những cái cây nến ở những cái phiên vừa rồi, chúng ta thấy là nhà đầu tư không mấy lạc quan, cũng như là cái thanh khoản nó dần giảm đi đối với cổ phiếu Eximbank. Do vậy chúng ta không có khuyến nghị gì nhiều đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu của ngân hàng Vietcombank. Thì chúng ta thấy là đây là giải các ngân hàng BIDV, Eximbank và Vietcombank, thì chúng ta thấy là nó đều dao động tích lũy đi ngang trong cái thời gian, trong cái tuần vừa qua. Nó đã tích lũy đi ngang từ ngày 9 tháng 4 cho đến ngày 17 tháng 4 rồi. Như vậy thì trong vòng 5-6 phiên như vậy thì chúng ta thấy là vẫn tiếp tục dao động tích lũy đi ngang mà chưa xác định được rõ ràng xu hướng. Tuy nhiên thì đối với Vietcombank thì nó tích cực hơn Eximbank hồi nãy. Chính là nó đã vượt ra được cái ngưỡng tâm lý quan trọng, những cái ngưỡng hỗ trợ cái ngưỡng xu hướng cân bằng để nó thể đạt được. Đó là tại cái vùng giá 68.000 trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu của Vietcombank. Thì chúng ta thấy cái tín hiệu mạnh nhất đó là cái phiên ngày 9 tháng 4 nó bứt mạnh ra khỏi cái vùng giá 68.000 này và nó vẫn đang nằm ở trên này. Thì như kịch bản chúng ta đã phân tích từ đầu, nếu như bứt ra được cái vùng giá 68 thì cái kịch bản chúng ta thiết lập là cái vùng giá 79-80. Và do vậy thì tiếp tục những cái phiên tiếp theo chúng ta vẫn kỳ vọng và hy vọng là Vietcombank sẽ đạt được cái vùng giá 79-80 này. Tuy nhiên thì nhìn nhận thì những cái mẫu hình nến chúng ta thấy nhà đầu tư vẫn tiếp tục phân vân và cho cái phương hướng là dao động đi ngang tích lũy tại cái vùng giá này. Các bạn cần phải có nhìn nhận tiếp theo. Và một cái điểm sáng đó là cái phiên ngày 14 tháng 4 thì nó cũng đã test lại tại cái vùng giá 60-18 này và vẫn không bị đánh thủng khỏi vùng giá 68. Rõ ràng là cái vùng giá này đang hỗ trợ rất tốt đối với Vietcombank. Thì đó là những cái xu hướng tích cực đối với Vietcombank. Chúng ta hãy cùng nhau đến cổ phiếu của tập đoàn Vingroup với mã cổ phiếu là VIC. Cổ phiếu của Vingroup hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh về bất động sản, về dịch vụ cho thuê văn phòng, về kinh doanh khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí, làm đẹp, ăn uống. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét và phân tích biểu đồ kỹ thuật của Vingroup trong thời gian tiếp theo như thế nào. Thì về trung hạn là dẫn lẫn dài hạn thì cổ phiếu Vingroup vẫn đang rơi vào kênh xu hướng giảm giá. Thì chúng ta thấy là nếu như mà theo tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta đã được cho cái điểm mua vào từ cái vùng giá 80-81 ngàn. Và sau khi mua vào thì chúng ta thấy có những cái mẫu hình nến Marubozu tăng rất là mạnh phía này để nó có thể là vượt mạnh ra được cái ngưỡng cản vùng giá 85.7 ngàn trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu của Vingroup. Tuy nhiên thì trong những cái tuần vừa qua, cụ thể là chúng ta thấy là bắt đầu từ cái phiên giao dịch ngày 7 tháng 4 cho đến cái phiên ngày 17 tháng 4 thì cổ phiếu của Vingroup lại đang rơi vào kênh xu hướng đi ngang. Các mẫu hình nến chúng ta thấy dạng spinning top thì chúng ta thấy đây là một trong những cái mẫu hình nến thể hiện sự phân vân của nhà đầu tư. Tại vì phía trước này chúng ta thấy là đang có một cái lực cản rất là lớn tại cái vùng giá 97.000 trên một cổ phiếu, 97.2 cụ thể là 97.2. Tuy nhiên thì
Như đã xem xét từ những phiên từ tuần trước thì chúng ta nhận định là nếu như vượt ra được cái ngưỡng vùng giá 85.7 này thì kênh xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục phải đạt được cái ngưỡng tiếp theo là ngưỡng giá 103.5. Tuy nhiên thì đang gặp cái ngưỡng tâm lý rất là nặng tại cái vùng giá 97 này, thì chúng ta cần phải quan sát để xem cổ phiếu của VinGroup có thể bứt ra được hay không. Nếu bứt được thì chúng ta sẽ đạt được cái vùng giá 103 này và tiếp tục tăng xem xét để tiếp tục xem xét cho những cái tín hiệu tiếp theo cho cái kịch bản về tăng giá đối với VinGroup. Còn nếu như không, cổ phiếu bị đánh gãy khoảng những cái vùng giá hỗ trợ phía dưới này, vùng giá 85.7 thì chúng ta phải có những cái phương án bán ra cũng như là chốt lời phù hợp nhất cho cái bản thân chúng ta. Tức là tùy theo cái mức độ rủi ro cũng như là cái mức độ đảm bảo được cái tỷ lệ chốt lời của chúng ta phù hợp nhất. Cổ phiếu chúng ta đi đến là cổ phiếu STB với mã cổ phiếu của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Sacombank. Chúng ta hãy cùng nhau mở và xem xét biểu đồ kỹ thuật của Sacombank để đánh giá và nhận xét cổ phiếu này. Thì như vậy, bắt đầu từ phiên ngày 13 tháng 4 thì cổ phiếu của Sacombank vẫn còn đang nằm tại cái vùng kháng cự như chúng ta đã nhận xét, đó là cái vùng giá 9.000 trên một cổ phiếu. Và rõ ràng những cái phiên tiếp theo, những cái phiên ngày 14 rồi ngày 15, 16, 17 nó đã liên tục bứt phá ra được cái ngưỡng mà chúng ta đã vẽ từ tuần trước, đó là cái ngưỡng 9.000 trên một cổ phiếu. Như vậy thì khi mà cổ phiếu Sacombank bứt ra được những cái ngưỡng này thì nó sẽ tiếp tục thiết lập nên cái vùng giá là vùng giá tiếp theo, đó là vùng giá 10.6. Tuy nhiên thì như mọi cổ phiếu thì chúng ta thấy là nó đang có một cái ngưỡng kháng cự phía trên này, cái đường màu tím theo cái biểu đồ kỹ thuật vẽ chúng ta thấy à. Mọi cổ phiếu sau khi gặp cái đường kháng cự về trung hạn như thế này nó đều có một cái lực áp lực bán ra, ngưỡng tâm lý rất là nặng. Theo các nhà phân tích kỹ thuật thì gặp những cái ngưỡng này họ sẽ bán đi để chốt lời một phần, tại vì những cái ngưỡng quan trọng này là những cái ngưỡng tâm lý. Nếu nó có vượt qua hay không, vượt thì nó tiếp tục tăng, còn nếu như không vượt được thì nó lại tiếp tục suy giảm xuống. Do vậy họ đã chốt lời một phần để bảo vệ cái nguồn tài sản cũng như là cái lợi nhuận của mình đang có. Thì cái ngưỡng đó là cái ngưỡng giá 9.8 cũng như là 9.8 gần 10.000 các bạn, 9.8 10.000 tại cái vùng này. Tiếp theo chúng ta thấy, nếu các bạn đã nắm giữ ở vùng giá tốt theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật tại cái vùng giá cho điểm mua vùng giá 8.5 thì các bạn có thể đợi xem thử nó có bứt ra khỏi cái vùng giá 9.8 9.000 hay không để đạt được những cái mục tiêu tiếp theo trên cái vùng giá 10.000 11.000 trên một cổ phiếu này. Thì đó là cái kịch bản tiếp theo cho Sacombank. Tiếp theo là cổ phiếu của Vinamilk. Vinamilk thì chúng ta thấy là công ty cổ phần sữa Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực về sản xuất kinh doanh thực phẩm, sản xuất sản phẩm từ sữa. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét phân tích biểu đồ kỹ thuật của Vinamilk, xem tuần vừa rồi nó đã hoạt động như thế nào. Và rõ ràng là cái kênh xu hướng giảm giá về dài hạn của cổ phiếu Vinamilk vẫn còn đó, chúng ta thấy là vẫn còn trong cái kênh xu hướng giảm giá về dài hạn như thế này. Nó đang hồi phục về ngắn hạn và cái điểm mua ngắn hạn theo biểu đồ kỹ thuật nó đã cho từ vùng giá 92 rồi. Và đến hiện tại thì như chúng ta đã phân tích, nếu nó vượt ra được cái ngưỡng 93.6 thì nó đã tăng lên và phải đạt được cái ngưỡng tiếp theo phía trên, đó là cái ngưỡng kháng cự là 103.4. Và rõ ràng như chúng ta phân tích, hầu hết các mã cổ phiếu khi nó gặp được cái đường kháng cự màu tím phía trên này tại cái vùng giá 100, tất cả các mã cổ phiếu gặp cái ngưỡng giá kháng cự về trung hạn như thế này thì nó đã bắt đầu là có xu hướng chững lại về giá, và những mẫu hình nến liên tục đưa ra những cái mẫu hình nến phân vân đối với các nhà đầu tư có tiếp tục tăng trưởng lên để đạt được cái mức kháng cự mục tiêu tiếp theo vùng giá 103.5 hay không, thì nó vẫn đang trong cái giai đoạn test lại cái vùng giá này. Và nếu như rõ ràng cái kịch bản nếu như test thành công thì cái ngưỡng tiếp theo là ngưỡng 103. Vượt 103 thì chúng ta xa xăm hơn là 116 ở trên đây, như chúng ta đã phân tích, mình đã vẽ sẵn từ cái biểu đồ kỹ thuật, thì các bạn có thể nhìn những cái mức tiếp theo để các bạn có thể đánh giá và phân tích. Tuy nhiên thì nếu như gãy những cái ngưỡng quan trọng tại vùng giá 96.000 như thế này thì chúng ta cũng phải có nhìn nhận cái mức quan sát kỹ hơn để cắt lỗ cho nó phù hợp nhất đối với các cổ phiếu. Tại vì hầu hết như chúng ta đánh giá là các cổ phiếu nó đã có một cái nhịp hồi tăng rất là tốt rồi, và hiện tại nó đang gặp những cái ngưỡng hỗ kháng cự phía trên, những cái ngưỡng tâm lý rất là quan trọng. Do vậy cái mức tăng trưởng giá của nó cũng đã bị suy giảm đi phần nào trong những cái phiên vừa rồi. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu của VRE.
VRE thì cũng hoạt động trong các lĩnh vực về tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản cũng như đấu giá về quyền sử dụng đất. Chúng ta hãy cùng nhau mở cái biểu đồ kỹ thuật của VRE. Thì rõ ràng VRE là một trong những cái cổ phiếu đã có mức tăng trưởng rất là tốt, và đây là một trong những cổ phiếu đã đạt được cái ngưỡng kháng cự phía trên này mà chúng ta đã phân tích này ngay tại là cái vùng giá 26.5. Rõ ràng rất là chính xác theo cái phương pháp phân tích của chúng ta. Hiện tại nó đã đạt được cái vùng giá 26.5. Và nếu như chúng ta mua thì tín hiệu kỹ thuật đã cho chúng ta mua từ cái vùng giá 19-20.000 trên một cổ phiếu rồi các bạn. Điểm mua từ này. Và nếu như chúng ta mua theo biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn hồi lên thì vùng này chúng ta đã được mức sinh lợi là 33%. Rất là tốt đúng không các bạn? Thì sau khi mua xong thì nó cũng đã vượt qua được cái ngưỡng 21.7, ngưỡng kháng cự quan trọng, vượt mạnh lên và tăng liên tục lên tại cái ngưỡng tiếp theo ở đây là ngưỡng 26.5. Và sau khi đạt được cái ngưỡng kháng cự 26.5 như chúng ta đã vẽ phân tích từ tuần trước thì nó đã có dấu hiệu chuẩn lại về giá. Sau khi chuẩn lại về giá, một vài cái nến, các mẫu hình nến Doji đã bắt đầu xuất hiện thể hiện sự chuẩn lại về giá để tiếp tục test lại cái phần giá 26.5 này. Và rõ ràng nếu như tín hiệu tiếp tục tích cực đối với Vincom Retail và có thể bứt phá ra vượt qua được khỏi kênh giá 26.5 và ngưỡng 27 này thì rất có thể Vincom Retail sẽ tiếp tục hình thành lên kênh xu hướng tăng giá về trung hạn, để cái kịch bản theo chúng ta thiết lập cái mức điểm nó có thể đạt được là tại vùng giá 33.85 này, 3.85.000 trên một cổ phiếu. Thì đó là kịch bản chúng ta đã vẽ và thiết lập cho cổ phiếu của Vincom Retail. Tuy nhiên chúng ta cần phải đợi cái mức test tại vùng giá 26.5 cũng như 27.5 này, chúng ta có thể yên tâm và nắm giữ về dài hạn, trung hạn đối với cổ phiếu Vincom Retail. Tuy nhiên về dài hạn thì vẫn còn là giảm giá nha các bạn, chỉ đang là hồi phục về ngắn hạn và có khả năng hình thành cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn tốt cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu của Masan thì tham gia vào các lĩnh vực về hoạt động sản xuất nước chấm, gia vị, thực phẩm. Chúng ta đã có những cái nhìn nhận và đánh giá cổ phiếu của Masan thì đó là một trong những cổ phiếu có kênh xu hướng bắt đầu hình thành nên kênh xu hướng tăng giá tốt về ngắn hạn lẫn trung hạn nha các bạn. Còn về dài hạn thì Masan vẫn là đang giảm giá. Thì cái biểu đồ kỹ thuật đã cho chúng ta cái điểm mua là ngay tại vùng giá 50 rồi. Mà sau khi mua 50 thì vượt ra được cái vùng giá 50.7 và 51 thì tiếp tục tăng lên, vượt cái ngưỡng kháng cự phía trên vùng giá 55. Và tín hiệu tiếp tục mạnh và bung ra vượt khỏi cái vùng giá 55 lại đạt được cái vùng giá kháng cự phía trên này nữa. Vùng giá là vùng giá 61.13. Và hiện tại cái sau khi đạt được cái ngưỡng giá 61.13 này thì đã có dấu hiệu chuẩn lại về giá. Những mẫu hình nến đã bắt đầu xuất hiện cho thấy sự chuẩn lại về giá để tiếp tục test lại cái ngưỡng kháng cự phía trên vùng giá 61.3 này. Và nếu như test lại thành công cái vùng giá 61.3 này, tín hiệu vẫn tiếp tục tốt thì Masan vẫn có thể lập đỉnh tại vùng giá 64.000 trên một cổ phiếu. Chúng ta có thể hoàn toàn nhìn nhận là cái mức giá tiếp theo phải đạt được là vùng giá 64.000 trên một cổ phiếu nha các bạn. Thì đó là những cái xu hướng tiếp theo mà Masan có thể hoàn toàn thiết lập được. Thì đó là kịch bản tăng giá cho Masan. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu của ngân hàng VB Bank, thì hoạt động trong các lĩnh vực về tài chính và ngân hàng. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét cái biểu đồ kỹ thuật này. Thì đối với cổ phiếu của VB Bank thì một trong những cái điểm sáng tích cực là nó đã vượt ra được cái ngưỡng kháng cự chúng ta đã vẽ từ tuần trước, đó là cái vùng giá 20.7, 20.8 ngàn trên một cổ phiếu. Bắt đầu từ phiên 13 thì chúng ta thấy nó vẫn còn nằm dưới ngưỡng này. Tuy nhiên phiên 14, 15, 16, 17 thì nó đã tăng vượt ngưỡng rồi. Và hầu như các cổ phiếu sau khi chạm cái đường trung hạn màu tím này thì bắt đầu nó có sự chứng lại về giá và tiếp tục test kiểm tra lại cái vùng này. Thì với xu hướng giá đang như thế này thì hầu hết các cái cổ phiếu ngân hàng chúng ta thấy nó sẽ quay lại một cái nhịp để nó test lại cái vùng giá hỗ trợ, vùng giá 20.000 trên một cổ phiếu này. Nếu như test thành công thì cái xu hướng chúng ta vẽ cho VB Bank đó là tăng lên cái ngưỡng 24.5 cho cái kịch bản tiếp theo. Còn nếu như test không thành công thì tất nhiên rồi, chúng ta phải có một cái mức cắt lỗ phù hợp với cái tỷ lệ chúng ta đã đưa ra. Còn nhận xét về cái kênh xu hướng về dài hạn thì chúng ta thấy rõ ràng Techcombank, VB Bank vẫn đang rơi vào kênh xu hướng là giảm giá rồi. Đó là về dài hạn, trung hạn vẫn như vậy nha các bạn. Trung hạn và dài hạn vẫn đang rơi vào kênh xu hướng giảm giá, chưa thiết lập được kênh xu hướng tăng giá về trung hạn, chỉ đang có hồi phục về mặt tín hiệu kỹ thuật. Và cái điểm đến tiếp theo, chúng ta xét cho cái kịch bản
nếu như giữ tốt ở trên cái vùng giá 20 là vùng giá 24.5, thì đó là kịch bản cho VPBank. Và cuối cùng đó là cổ phiếu của ROS. Thì cổ phiếu của ROS thì chúng ta lâu nay thì chúng ta vẫn nhìn nhận và đánh giá là nó sẽ tiếp tục dao động tích lũy đi ngang tại cái vùng giá này, và chúng ta không mấy quan tâm. Thì cái điểm tiếp theo nó phải đạt được để có những cái điểm sáng, điểm tích cực hơn đối với nhà đầu tư, đó là cái vùng giá 5.000 trên một cổ phiếu. Đạt được vùng giá 5.000 trên một xíu thì nhà đầu tư mới có cái nhìn tích cực và lạc quan hơn đối với cổ phiếu này. Còn không thì ở vùng dưới này thì thôi, nó cứ dao động và tích lũy đi ngang, hoặc là tệ hơn nữa là lại tiếp tục suy giảm xuống phía dưới mà thôi. Do vậy thì tổng quan hơn đối với chỉ số VN30 trong tuần kế tiếp thì chúng ta sẽ có những nhìn nhận và đánh giá tổng quan như sau. Thì các cái video định giá của mình được chia sẻ hoàn toàn miễn phí và cũng là một phần công sức của mình đã bỏ ra cũng như là đóng góp để cùng nhau cho các bạn tham khảo cũng như là nhìn nhận về thị trường trong những cái phiên tiếp theo. Do vậy các bạn đừng quên việc đăng ký tin nhắn, đăng ký cái kênh của mình, vấn đề này hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể nhận được những cái video mới nhất của mình. Và các bạn nhớ là kênh của mình phát sóng vào 20:15 các tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Các bạn nhớ đón xem để không thể bỏ lỡ các cái mã cổ phiếu tốt cũng như là những cái nhận định tốt nhất đối với cổ phiếu mà mình đang quan tâm. Thì như vậy là tổng quan lại thì chúng ta phải có nhìn nhận chung về VN30 như sau. Thì xét về kỹ thuật thì những cái phiên của cuối tuần ngày 17 tháng 4 nó đã có sự rung lắc, tuy nhiên thì nó không làm giảm đi cái sự ảnh hưởng đến cái xu hướng tăng giá về ngắn hạn đối với cổ phiếu, đối với cái chỉ số VN30 cũng như là các cái chỉ số bên trong đó. Và chỉ số của VN-Index vẫn tiếp tục hướng đến những cái thử thách, những cái vùng kháng cự phía trên. Còn đối với VN30 thì cái mục tiêu tiếp theo nó phải vượt qua là ngưỡng 743, và nếu vượt qua ngưỡng 743 thì mục tiêu của nó thiết lập là 770. Tuy nhiên thì tiếp theo chúng ta cần phải xem xét nó đến cái vùng 740 thì sẽ có những cái phiên rung lắc như thế này. Và chúng ta đã nhìn nhận là đã có những cái áp lực về chỉ số, những cái áp lực về tỷ lệ chốt lời mạnh và đã điều chỉnh trong một vài phiên trước đó, và cũng có những cái hoạt động về bán ròng mạnh và kéo dài của khối ngoại gây đến những cái rủi ro, những cái diễn biến có thể xảy ra đối với thị trường trong cái thời gian tiếp đến. Như vậy thì những cái phiên tiếp theo hoàn toàn sẽ là có thể những cái phiên rung lắc rất là mạnh sẽ còn tiếp tục tiếp diễn. Theo đó thì nếu như các nhà đầu tư đã không vào được những điểm vào tốt theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật từ đầu thì chúng ta thấy là những cái ngưỡng vào rất là tốt tại vùng giá 7, tại vùng giá ở đây chúng ta thấy là 685 hoặc là vùng giá tốt hơn phía dưới theo cái chỉ báo kỹ thuật tại vùng giá 643. Đối với chỉ số VN30 thì đối với những phiên tiếp theo các bạn đừng có vội mua đuổi, tại vì sẽ có những cái phiên rung lắc rất là mạnh tại những vùng này. Cụ thể là cái vùng giá 740, nếu như VN30 có thể đạt được thì nó sẽ rung lắc rất là mạnh. Còn đối với các nhà đầu tư đã thực hiện việc mua và nắm giữ cổ phiếu về trung hạn và dài hạn và đã theo những cái vùng giá rất là thấp phía dưới này thì khuyến nghị là vẫn tiếp tục nắm giữ danh mục để có thể tận dụng những cái nhịp điều chỉnh trong phiên để có thể tích lũy thêm những cổ phiếu tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực. Và các bạn đừng quên xem những cái video định giá những cổ phiếu của mình để lựa chọn cho mình những cổ phiếu tốt nhất. Rất là nhiều cổ phiếu tốt, tuy nhiên mình khuyến nghị là các bạn chỉ lựa chọn cho mình 3 cổ phiếu tốt và phù hợp với bản thân mình nhất để có thể mua và nắm giữ về mặt dài hạn đối với các cổ phiếu này. Rồi, bản tin hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúc các bạn đầu tư thành công.